Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và các bạn đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách đó là nếu như mình là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh, subscribe. Và ngay bây giờ, let's go vào chuyện thôi. Chẳng lẽ ác linh kia chính là thiên sứ đỏ Medici sao? Từng phụng dưỡng vị vua thiên sứ, tạo vật chủ kia, một trong những người sáng lập ra hoa hồng cứu rỗi. Clint nháy mắt, sinh ra liên tưởng như vậy, cùng quay trở về, tìm kiếm dấu vết cùng manh mối. Người người nắm lá bài linh mục đỏ trước đây, bởi vì hấp dẫn trình độ nào đó, đi vào trong tòa cung điện trong lòng đất kia, chiếc đỏ bên cạnh nhóm họ Duệ Tudo. Ác linh mà mình thấy ở trong mộng kia, khi còn sống có thể thoải mái chém giết cự long cường đại. Nó biết phối phương ma dược danh sách 4, rối gỗ, con đường dị chủng, thậm chí càng nhiều hơn. Nó rất rõ ràng chuyện của hoa hồng cứu rỗi. Giáo hội chính là thần đã tồn tại trên thế giới này từ sau đại tai biến, cũng không biết hậu duệ gia tộc Medici hiện đang ở bên si, trước kia ban si hiện tại. Mà ác linh này lại có thể cho ra nhắc nhở tương ứng. Khả năng nó là thiên sứ đỏ Medici sau khi chết diễn hóa thành rất lớn. Mà một vị vua thiên sứ thế mà bị hoàng đế máu Alistar Tudo giết chết sao? Đây là thuyết minh người sau đã siêu việt danh sách 1, đạt tới cấp bậc chân thần danh sách 0, đã không thể nhìn thẳng hay không? Ác linh kia có tự nói hậu kỳ kỳ đệ tứ, hoàng đế đen, đế quốc Solomon, hoàng đế máu, đế quốc Tudo, vua bóng đêm, đế quốc Transit, là vì tranh đấu vị trí danh sách không, thẳng đến Zalista Tudo phát điên. Đây là ý nghĩa bắt đầu từ thời điểm đó thì hoàng đế máu chính là một vị chân thần bán điên hay không? Đúng rồi, ngài Hắc Quốc đã nhắc tới ở trong thư, ông ta bị hoàng đế máu Zalista Tudo nhìn lướt qua liền mất đi tri giác. Ông ta ở thời điểm đó ít nhất đã là bán thần danh sách 4. Hoàng đế máu uy thế như vậy, chỉ có đứng ở hàng chân thần mới có thể giải thích thôi. Ngài Ác Cốt ở trong lá thư này còn miêu tả hoàng đế đen chân chính sống trở lại, xưng ngôi ở trên vương tọa thật lớn, nhìn xuống toàn bộ đại địa. Hoàng đế đen có thể sống trở lại, đại khái là cấp bậc chân thần danh sách 0. Nếu quả thật là như vậy, trận chiến tứ hoàng so với cả mình nghĩ trước đây còn cao cấp hơn rất nhiều. Không hề chỉ là ba vị danh sách 1 tranh đoạt vị trí danh sách 0. Colin mang rất nhiều việc trước sau liên hệ lại, đối với cả lịch sử kẻ đệ tứ có nhận thức hoàn toàn mới. Nhưng mà như vậy, rất nhiều nghi vấn theo đó chợt xuất hiện. Nếu mà ác linh xa xưa kia thật sự là vua thiên sứ Medici, vậy tòa cung điện trong lòng đất kia cũng rất khả năng thuộc về hoàng đế máu Zalista Tudo. Như vậy, vì sao lại có hai bảo tòa song song? Vì sao sẽ có pho tượng hình người, 6 vị chính thần? Hoàng đế máu bán điên, vì sao muốn giết thiên sứ đỏ Medici? Sau khi trở thành danh sách không rồi, lại chiếm cứ vị trí người nào? Đầu tiên, có thể bài trừ hoàng đế đen. Có thể sẽ không là linh mục đỏ chứ? Giết vua thiên sứ Medici vì đặc tính phi phàm đối phương sao? Nhưng mà linh mục đỏ cùng hoàng đế đen không giống như là con đường gần để có thể cho nhau được. Cái trước, mình hầu như có thể xác định là một đôi với cả con đường ma nữ. Đội trưởng có nói qua, khi uống ma dược con đường khác, lần đầu thì cũng sẽ không chết đâu. Đại khái sẽ là phát điên, cùng thu được lực lượng vặn vẹo quỷ dị đáng sợ. Cái này phù hợp với cả tính chất đặc tính bán điên của hoàng đế máu. Ở một bước cuối cùng, bởi vì hoàng đế đen cùng vị trí và con đường gần đã không có hy vọng gì cả, đã làm lựa chọn điên cuồng nhất, lấy trả giá là bán điên, chuyển tới con đường khác hoàn toàn không quan hệ sao? Nhưng mà cái này có vấn đề nha. Tấn thăng linh mục đỏ cần phải giết chết vua thiên sứ Medici. Nhưng mà trước khi tấn thăng, Zalista Tudo chỉ dựa vào chính mình lại hoàn thành không làm được chuyện này. Trừ khi có nhiều danh sách 1 trợ lực, hoặc là chân thần danh sách 0.
Nghĩ như vậy thì trong đầu Glenn bỗng nhiên hiện lên những pho tượng cung điện trong lòng đất. Pho tượng nữ thần đêm tối lấy trăm làm cối. Pho tượng đại địa mẫu đai thì ôm đứa trẻ. Pho tượng chúa tể của gió bão, lưng của tia chớp. Pho tượng mặt trời vĩnh hằng thì anh tuấn phấn chấn. Pho tượng chiến thần ngồi trên vương tọa. Pho tượng thần tri thức cùng trí tuệ đội mũ trùm. Đồng thời ánh mắt lạnh như băng hướng đến từ trong căn phòng tối tăm kia. Giờ khắc này thì Glenn lại có chút không rét mà run. Nhưng mà anh tinh tường nhớ rõ, sáu thần ủng hộ là đế quốc Chen Suýt mà không phải vương triều Tu Đô. Lịch sử kế đệ tứ càng hiểu biết càng mê hoặc, càng kinh sợ. Glenn thầm thở dài một tiếng. Cậu suy nghĩ gì vậy? Akko chú ý tới anh đang tạm dừng. Glenn thuận miệng nói. Tôi chỉ suy nghĩ, nếu thiên sứ đỏ Medici đã ngã xuống từ kỳ đệ tứ bởi tay hoàng đế máu Dalista Tudo, như vậy trong mấy trăm năm quá khứ, thần thời tiết trong tín ngưỡng của Càng Ban Si là ai vậy? Bọn họ biểu hiện ra dị thường là từ cái gì? Nói tới đây thì Glenn im bặt, bởi vì chuyện Càng Ban Si không giống với cả anh tưởng tượng. Anh nguyên tưởng rằng thiên sứ đỏ Medici ngủ say ở nơi đó, kết quả không nghĩ tới đối phương đã sớm ngã xuống rồi. Một khi đã như vậy thì bí mật mà nhà hàng Green Lemon cùng điện báo cục che giấu càng thêm làm cho người ta khó có thể suy đoán. Càng không thể nào suy đoán nó là từ đâu, càng nghĩ lại càng làm cho người ta sợ hãi. Ác linh kia nhắc tới thị trấn Binsi sẽ không là đã đoán trước được kết quả như vậy. Bản thân nó chính là các bước để thoát khỏi phong ấn chứ. Có nên mang chuyện này nói cho ngài Ác Cốt không? Xem ông ấy có ý kiến gì không? Trước để cho tiểu tư ma thuật sư đang ở Bách Lan chú ý khu vực nọ, xem có dị thường hay không. Nếu không có, sẽ chờ mình trở về Bách Lan, liên lạc đến tiểu thư Sauron. Sau khi trưng cầu ý kiến của cô ta, lại báo cho ngài Akkot biết. Dù sao cũng là cùng nhau thăm dò di tích, tôn trọng ý tưởng của cô ta. Nếu khác thường, vậy thì chỉ có thể đến đâu làm đến đó thôi. Glenn nhanh chóng có quyết đoán. Akkot thì nghe được như vậy cười nói. Không cần lại nghĩ việc này đâu. Chúng nó khẳng định đã bị giáo hội gió bão mai táng rồi. Mạnh mẽ đi tìm nguyên nhân, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm thật lớn đấy. Cho dù đạt tới cấp bậc thiên sứ, cũng có khả năng bởi vậy mà ngã xuống đấy. Ở trong thế giới thần bí học này, tò mò thường thường là nhân tố chủ yếu dẫn tới cái chết đấy. Cậu lên nghĩ tới một chuyện đã trải qua nghe được nói tới. Anh chuyển nói. Ngài Akkot, tôi đã có được tín sứ thuộc về mình rồi. Nhanh hơn so với cả tôi tưởng tượng đấy. Akkot mỉm cười nói. Glenn lập tức đơn giản nói mình sửa chữa chú văn thế nào, hoàn thành triệu hồi thế nào, gặp gỡ sinh vật linh giới kỳ quái như thế nào. Thời điểm triệu hồi sinh vật linh giới, không phải chức nghiệp đối ứng, quả thật sẽ xuất hiện chuyện cùng loại. Cần lặp lại thử mới có khả năng được kết nối ý muốn. Nhưng mà trong quá trình lặp lại thử lại dễ dàng gặp nguy hiểm. Cho dù cậu thêm các miêu tả như là thân mật, cũng không phải là an toàn tuyệt đối đâu. Sinh vật linh giới triệu hồi ra sẽ không có ác ý đối với cậu, không muốn thương tổn cậu, không có nghĩa là bản thân nó tồn tại sẽ không nguy hại đến cậu. Có lẽ chỉ là khí tức của nó mang theo có thể làm cho cậu hư thối thành máu loãng. Akkot nghe xong các ví dụ của kẻ tốc độ, kẻ cảm giác tồn tại rất yếu, cùng với cả kẻ có khả năng chịu đòn, cười nhắc nhở vài câu, cuối cùng hỏi, cuối cùng thành công như thế nào vậy? Glenn thì không quá xấu hổ nói, tôi mang một câu cuối cùng đổi thành tồn tại độc đáo, nguyện ý trở thành tín sứ của tôi. Akkot ngẩn ra một giây rồi cổ quái liếc mắt nhìn Glenn. Cái này miêu tả quá rộng rồi, bình thường thì không thành công đâu. Có lẽ tôi lúc ấy cực kỳ may mắn. Glenn cẩn thận mang bộ dáng tín sứ của mình miêu tả một lần, thậm chí không giấu giếm chuyện đối phương yêu cầu một đồng vàng. Akkot cẩn thận hồi tưởng một hồi rồi nói, tôi đối với cả sinh vật linh giới này không có ấn tượng, nhưng nếu đã ký kết được khế ước rồi thì từ minh giới chứng kiến, cô ta hẳn sẽ không sẽ nguy hiểm đến cậu đâu. Bất quá ở trước khi cậu hoàn toàn hiểu biết cô ta, trừ bỏ truyền tin, tận lực không cần sử dụng cô ta. Tốt,
Colin vốn định nói trừ bỏ truyền tin thì cũng không có chuyện gì có thể sử dụng cô ta. Kết quả chợt nhớ tới cảnh tượng chiến đấu cùng ngày ấy. Trong phòng lặng im ngắn ngủi, Colin mang đề tài chuyển trở về quỹ đạo. Ngài Akot, chúng ta khi nào thì xuất phát đi cái chết đen đây? Kéo dài thời gian càng lâu, dấu vết lưu lại ở trên cái chết đen thì lại càng có khả năng bị mờ đi. Hiện tại, Akot đứng lên đội mũ giả. Colin ăn mặc chỉnh tề, đang muốn tìm cớ đi nhà vệ sinh để bói toán hành động lần này có nguy hiểm gì không. Nhưng mà chưa kịp làm vậy thì lại bị Akot bắt lấy bả vai rồi, trực tiếp mang vào linh giới. Ở trong các khối màu sắc trùng điệp cùng những bóng người gần như vô hình, anh nghe thấy người Akot nói: bắt đầu đi. Trực tiếp như vậy sao? Không cần xác nhận tình hình bên dưới sao? Có lẽ lão đại đã muốn dùng biện pháp của mình cân nhắc trình độ nguy hiểm. Colin thì không tiếng động lẩm bẩm hai câu, cầm lấy ba tong bói toán vật phẩm mình lưu lại ở đâu. Ba tong thì tự bay lên, quay cuồng hướng về phía trước. Akot dẫn Colin theo sát phía sau, thoải mái đi qua. Không bao lâu thì ba toang gỗ màu đen đã tạm dừng xuống. Phía trước là màu đen nồng đậm cùng với cả cái bóng trùng điệp. Thông qua hình ảnh trừu tượng này thì Colin mơ hồ phát hiện ra có lẽ tượng trưng cho cái chết đen. Ngay ở lúc này thì bóng dáng của Akot lại tạm dừng xuống, giọng điệu hơn có chút ngưng trọng. Linh tính nói cho tôi biết có nguy hiểm. Có nguy hiểm sao? Có thể làm cho ngài Akot cũng cảm giác nguy hiểm. Trung tướng bệnh tật tìm đến giúp đỡ sao? Cao tầng giáo phái ma nữ sao? Colin bỗng nhiên nhíu mày. Anh tin tưởng 100% phán đoán của lão đại, bởi vì danh sách 7 con đường tử thần tên là kẻ thông linh. Sau khi tăng lên tới cấp bậc bán thần rồi, có thể biểu hiện như thế là cực kỳ bình thường. Akot khép nửa đôi mắt 2 giây, chợt nói: nhưng mà vấn đề không lớn, chúng ta vào thôi. Vấn đề không lớn? Đối với cả ngài mà nói thì đại khái là như vậy. Khóe miệng có lên hơi co rút, quyết định thay đổi dung mạo. Kể từ đó thì cho dù đánh không lại, chật vật chạy trốn cũng sẽ không bị người ta tìm tới cửa truy giết. Trong thời gian ngắn này, Colin có được cái cảm rộng đặc sắc cùng đôi mắt màu xanh đậm, lạnh như băng. Sau đầu là búi tóc võ sĩ cổ đại màu nâu. Anh ngụy trang thành chủ nhân trước đây của mấp máy đói khát, trung tướng gió lấp, Zilingus. Akot liếc mắt, quét một cái. Cảnh tượng bốn phía đột nhiên có cảm giác rơi nhanh xuống. Các loại màu sắc tươi sáng nhanh nhạt đi. Chỉ trong nháy mắt thì Colin phát hiện ra mình đã tới phòng thuyền trưởng cô gái bệnh tật Tracy. Vị nữ hải tặc xinh đẹp tươi sáng này mặc một chiếc cái áo sơ mi màu trắng. Vị trí vai trái có dấu vết băng bó rõ ràng. Tóc đen vòng vòng bói lên, không hề quyến rũ thả xuống nữa. Đối mặt kẻ đến chơi đột nhiên xuất hiện, cô ta cũng chẳng có kinh hoàng gì cả, thậm chí lộ ra một nụ cười. Lúc này thì một giọng nữ ôn nhu khó có thể nhận ra vị trí vang lên, giống như trái, giống như phải, giống như trước, giống như sau. Là ông sao? Là ông? Khi nghe được giọng nói hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, Colin bị dọa giật mình, còn tưởng rằng mình bị ai nhìn ra gương mặt thật. Anh chợt chấn định, bởi vì anh hiện tại đã thay đổi bộ dáng là trung tướng gió lốc Zilingus đã chết đi. Mà bên trong Zilingus là nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo. Bên trong Hermes Pardo là đại thám tử Sherlock Moretti. Bên trong Sherlock Moretti mới là Colin Moretti. Cái này còn chưa có biết nha. Bên trong Colin Moretti là ngài kẻ khờ, là Chu Minh Thụy ta đây nha. Không đạo lý, cô ta có thể trực tiếp nhìn thấu bản thân của mình sao? Hơn nữa, làm thế nào mà biết được Colin Moretti nhân vật nhỏ như vậy? Cho dù trung tướng gió lốc Zilingus cũng không có khả năng để cho cô gái bệnh tật Tracy mời đến sự trợ giúp đáng kinh ngạc như vậy. Có thể có được một vị tướng quân hải tặc danh sách 5 chuyên môn mời đến bảo hộ, đối phó kẻ địch, ít nhất cũng là danh sách 4 bán thần. Cho nên, những lời này chỉ hướng là ngài Akot. Vị ma nữ cao tầng kia nhận ra ngài Akot ở Bách Lăn đã phá hỏng hợp tác giữa họ cùng vương thất Enzangwill, hay là một đoạn cuộc đời của ngài Akot trong quá khứ đây. Colin nhanh chóng làm rõ ý nghĩ, vừa cảnh giác Tracy cùng trợ giúp của cô ta đột nhiên tập kích, vừa dùng khóe mắt nhìn phản ứng của ngài Akot.
Đối với chuyện xuất hiện một vị cường giả thần bí, anh cũng chẳng ngạc nhiên. Cái này là một vị ngài Akkot đã báo động trước. Hai là anh tin tưởng trung tướng bệnh tật Tracy không phải tự đại cuồng, ở dưới tình huống suýt nữa gặp chuyện bỏ mình, lại không thể làm rõ mục đích của đối phương cùng sau lưng thế lực là gì. Đại khái sẽ lùi bước đâu, sẽ rời khỏi quần đảo Ross, sẽ tìm kiếm viện trợ từ cao tầng của giáo phái ma nữ. Anh duy nhất không nghĩ tới là trợ giúp của đối phương đến nhanh như vậy, tựa như ở ngay phụ cận, hoặc là có vật phẩm thần kỳ cùng loại với cả nhà lữ hành. Kết hợp thanh âm nữ tính hoặc hóa đặc thù cùng cảm giác ôn nhu, cô lên hoàn toàn nghĩ đến một vị ma nữ cấp bán thần. Akkot đứng ở trên tấm thảm thật dài, chần chờ 2 giây rồi nói: "Cô biết tôi." Giọng điệu này thật không xác định. Chẳng lẽ lão đại trước đó đã có một đoạn cuộc đời cùng ma nữ kia sao? Không, không thể nghĩ vậy. Cô lên đầu tiên là miên man bất định, cho đỏ trong lòng thật sự xám hối một chút. Anh chú ý tới trung tướng bệnh tật Tracy vẻ mặt cũng kinh ngạc, chắc chắn cũng trấn tĩnh trước điều đó biến thành nghi hoặc. Giọng nữ ôn nhu nọ vẫn không biết từ nơi nào truyền tới: "Tôi đương nhiên biết ông cũng biết tôi." Akkot nghiền tai lắng nghe một chút rồi lắc đầu cười khổ: "Thật có lỗi, tôi đã mất đi ký ức dĩ vãng rồi, đang trên đường tìm kiếm chúng trở về đây. Nếu cô có thể nhắc nhở tôi, trợ giúp tôi tỉnh lại càng nhiều ký ức, tôi sẽ cực kỳ cảm kích cô đấy." Nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, kinh ngạc cùng nghi hoặc trên mặt của Tracy dần dần trầm ngưng. Cô thận trọng liếc mắt nhìn lên một cái, lại bị khuôn mặt của trung tướng gió lốc Zinningus nọ làm cho đổi thành nhíu mày. Giọng nữ ôn nhu thở dài nói: "Một lần trước chúng ta gặp mặt đã chừng hơn 1.300 năm rồi. Lúc ấy Nguyên Sơ cùng tử thần hợp tác ở Bắc Đại Lục nhấc lên tai ương tái nhật. Ông có lẽ đã quên, chúng ta từng cùng nhau đối kháng thánh giả cùng thiên sứ giáo hội nữ thần đêm tối. Đoạn lịch sử này mình biết, có trong nhật ký của đại đế Russell. Ngài Gates có nói qua, kết cục là Nguyên Sơ Mani bị thương nặng, thẳng đến gần đây mới có dấu hiệu buông xuống một lần nữa. Tử thần thì lại trực tiếp ngã xuống, chế tạo biển cuồng bạo, ngăn cách Nam Bắc Đại Lục. Giáo phái ma nữ cùng thế lực tử thần từng có hợp tác như vậy. Khó trách ma nữ cấp bán thần này biết ngài Akkot. Bà ta cũng là quái vật sống ít nhất 1.400 năm mà." Clint trong lòng suy nghĩ. Anh chợt lại có nghi hoặc. Anh nguyên tưởng rằng ngài Akkot là ở trong trận chiến tứ hoàng bị hoàng đế máu Alistar Tudor nhìn thoáng qua, mới bị thương nặng, mới có thể không ngừng mất đi ký ức, không ngừng quên đi quá khứ. Nhưng lời nói của ma nữ cấp bán thần này cho thấy Akkot không chỉ thuận lợi vượt qua trận chiến tứ hoàng, còn tham dự tai ương tái nhật nhiều năm sau, ở giữa tựa như cũng không có vấn đề gì cả. Akkot nhắm mắt lại, giống như đang áp bức ký ức vậy. Qua vài giây thì ông ta do dự: "Catherine Bailey, cô đã là bất lão ma nữ. Thật cao hứng ông còn nhớ tôi. Lúc đó tôi so sánh với ông chỉ có thể xem là kẻ yếu thôi." Một bóng người thong thả hiện ra ở bên cạnh trung tướng bệnh tật Tracy. Bà ta mặc một thân trường bào màu trắng, đơn giản, thánh khiết. Hai bên sử rất cao, lộ ra đôi chân không hề có tì vết. Màu da như tuyết, mịn màng như thiếu nữ vậy. Phụ nữ tóc đen mắt lam, thanh thanh tú mỹ này có một loại quyến rũ khó có thể diễn tả bằng lời. Bà ta nhìn về phía ngài Akkot, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhạt nói: "Hơn 1.000 năm qua, chúng ta còn có thể sống gặp mặt, cái này đáng để ăn mừng đấy. Ngài quan chấp chính tử vong đế quốc Byron." "Ngài Akkot là quan chấp chính tử vong của đế quốc Byron sao? Đây là tên ma dược mặt sau con đường của tử thần. Vị bất lão ma nữ Catherine Perry này, xem ra cũng chỉ chừng 30, đoan trang thanh khiết, lại phong vận thành thục." "Đợi một chút, mình vì sao lại nghĩ đến cái này vậy? Năng lực mị hoặc vui vẻ của bà ta đạt đến loại trình độ này sao?" Clint vội rời đi tầm mắt, suýt nữa dựa vào minh tưởng để bình phục cảm xúc. Không đợi cho Akkot mở miệng, bất lão ma nữ Catherine Perry dùng giọng nói tuyệt vời, giống như tiếng ca nói vậy: "Tôi thực sự nghi hoặc, ông vì sao còn có thể không ngừng mất đi ký ức?"
Tôi nhớ con đường của ông chỉ có ở giai đoạn người bất tử mới như vậy. Cách mỗi 60 năm, chết đi một lần, sống lại một lần, cùng quên đi quá khứ. Nhưng mà ông cũng đã sớm tấn thăng, thoát khỏi loại nguyền rủa này rồi cơ mà. Ông ở Tây Ương tái nhợt, cuối cùng gặp phải cái gì vậy? Lúc ấy bản thân phân liệt, là địch lẫn nhau. Chúng ta đều cho rằng Nguyên Sơ cùng với cả tử thần có thể thành công. Ai biết, mặt trời kiêu ngạo nhất cúi đầu, bạo quân ngạo mạn nhất cũng cúi đầu. Họ rất nhanh lại liên hợp cùng nhau. Nếu không phải trùng hợp tấn thăng, tôi có lẽ đã ngã xuống ở khi trận chiến vừa kết thúc. Tôi nghĩ ông cũng có thể đã bị thương tổn, mới biến thành dạng như hiện tại. Tử thần ngã xuống, đối với ông mà nói, bản thân chính là tổn thương lớn nhất. Akot lặng lẽ xuống, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt đau đớn, không quá rõ ràng. Tôi không nhớ được. Thẳng đến lúc này thì Klee mới phát hiện ra, bất lão ma nữ Katibella này, nhìn có chút quen mắt. Cảm giác bà ta nghi ngờ là cô gái áo bảo trắng dẫn đường phu nhân Sauron đi lên con đường ma nữ kia. Đột nhiên, Katibella sóng mắt chợt chuyển, liếc mắt nhìn Klee một cái, cười khẽ nói với cả Akot. Vậy mục đích mọi người hôm nay tới chơi hẳn sẽ không quên chứ? Tôi rất ngạc nhiên, hắn vì sao muốn ám sát Tracy? Chẳng lẽ là vì chính nghĩa sao? Bất lão ma nữ đảo mắt qua, phong tình ngầm ở bên trong, cười khẽ ngọt ngào, tựa như cô gái thanh xuân còn vị thành niên vậy. Mà ngũ quan cùng khí chất của bà ta thì cũng thần kỳ phụ trợ loại cảm giác này. Không có chút nào cảm giác mà một phụ nữ trưởng thành nên có. Giờ khắc này thì Klee nhìn thấy Katibella chính là một cô gái 16-17 tuổi thôi. Bà ta đã có thể hoàn mỹ thể hiện ra sức quyến rũ của mỗi một giai đoạn nữ tính. Có cùng trạng thái ra, khí chất ngũ quan phối hợp, không hổ là bất lão ma nữ. Klee đang thử dùng kỹ xảo minh tưởng đối kháng lại mị hoặc khó có thể diễn tả bằng lời nọ. Hắn chủ động nhìn về phía cô gái bệnh tật Tracy. Cô biết phú thường Jiminex không? Tracy mở miệng lại ngậm lại, vẻ mặt hơi mờ mịt cùng nghẹn khuất trả lời. Hắn là ai? Cô có lẽ không biết hắn. Hắn từng sưu tầm một đám văn hiển xa xưa có liên quan đến tử thần. Hắn chết ở trong tay trung tướng Jorlok Dillingus. Klee mang gương mặt trung tướng Jorlok Dillingus nói ra. Tracy ánh mắt xanh thẳm híp lại một cái, đầu tiên là sương mù mơ hồ, tiếp theo mang theo phẫn nộ. Người đến vì đám văn hiến nọ sao? Quả nhiên rơi ở trong tay cô. Klee căn cứ giọng điệu của đối phương đưa ra phán đoán. Hắn lạnh nhạt hồi đáp. Đúng. Chạy sư cái miệng nhỏ hít vào. Annie ở nơi nào rồi? Ngươi làm chuyện gì đối với cô nàng rồi? Ta biết nàng còn sống. Nếu nàng xảy ra vấn đề gì, linh tính trực giác của ta sẽ nói ta biết. Klee không thử giọng điệu ái muội nữa, trực tiếp đáp lại. Cô ta đã trở về Entis rồi. Cô ta sắp bắt được một cuộc đời mới hoàn toàn rồi. Tracy vẻ mặt trầm xuống, trong đôi mắt nổi lên gió bão, khí thế tướng quân hải tặc triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà Akot tùy ý liếc mắt nhìn một cái, làm cho cô ta nhất thời trở nên thanh tịnh. Góc miệng cô ta nhếch lên nói, đám văn hiển khai quật từ trong lăng tẩm hoàng thất đế quốc Byron, quả thật ở trong tay ta. Nhưng mà ta không có hứng thú đối với cả chúng đâu. Đơn giản, lật hai trang đã nộp lên cho giáo phái rồi. Hắc, trước ngươi cho dù ám sát thành công, cũng không thể có được chúng đâu. Ta căn bản là chưa từng xem qua, chẳng sợ thông linh, cũng không thuật lại được đâu. Đáng tiếc, ta luyến tiếc sinh mệnh bản thân này. Nếu không lúc ấy hẳn có thể nhìn thấy bộ dáng thất vọng của ngươi. Cái này khẳng định rất thú vị. Klee bình tĩnh nói. Không, tôi không thất vọng đâu. Tôi có thể thu hoạch được một linh hồn cùng đặc tính đau đớn ma nữ, chăn thả cô, sử dụng cô. Khi nói chuyện, anh nâng tay trái lên. Trên đó đang mang mấp máy đói khát. Hình dáng của nó hiện tại là cái bao tay màu đen. Tracy nhíu mắt lại, ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, tựa như lão hổ đã bị khiêu khích. Nếu không phải hai vị cường giả danh sách cao này ở bên cạnh, cô ta có lẽ đã ra tay rồi. Mà Klee thì vừa dứt lời, lại nhận ra một điểm không đúng. Mình hiện tại rõ ràng không sắm vai Hermes Spa đâu. Vì sao còn dùng phong cách của hắn mà nói chuyện vậy? Klee giật mình mà cả kinh, hoài nghi mình gần đây có phải diễn quá nhập vai hay không? Phải nhớ kỹ, mình chỉ có thể là chính mình mà thôi.
không thể sắm vai lâu dài được, sẽ chịu ảnh hưởng ngược lại đấy. Cái này sẽ làm cho kẻ khác, hoặc là mình, lạc mất bản thân. Cái này sẽ dẫm lên mất khống chế. Anh nhanh chóng làm ra kiểm điểm bản thân, mang tổng kết để vào trong thủ tục sắm vai người không mặt. Thấy hắn lặng lẽ ngắn ngủi, Akko nhìn về phía bất lão ma nữ, giọng điệu như thường nói: có thể mang đám văn hiển nọ in một phần cho tôi không? Cái này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Kathili thì nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tracy một cái: người có yêu cầu gì không? Tracy nhìn thẳng cô lên, giọng nói hơi trầm trầm: nói cho ta biết Ali đang ở đâu. Cô lên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía của đối phương, sau đó nhìn thẳng bất lão ma nữ Kathini vẫn hết sức thánh khiết. Trong lòng của anh thì dĩ nhiên có quyết đoán, nhưng vẫn nhịn không được có chút thấp thỏm. Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngài Akko một cái, phát hiện ý cười mang theo ôn hòa của đối phương, không có thúc giục, cũng chẳng có bức bách. Cô lên thu hồi tầm mắt, ngắn gọn nói: tôi cự tuyệt nha. Trong nháy mắt, cô lên còn tưởng rằng trung tướng bệnh tật Tracy sẽ trực tiếp ra tay, bởi vì không đối mặt với cả đối phương đã vì phẫn nộ mà đỏ lên, đôi mắt xanh thẳm tối tăm đi rất nhiều, giống như mặt biển khi gió bão tiến đến vậy. Nhưng mà cuối cùng Tracy vẫn không có bốc đồng cùng lỗ mãng, nghiêng đầu đi nhìn về phía của Kathleen, chỉ đợi vị bất đạo ma nữ này đưa ra quyết định mà thôi. Cô ta rất rõ ràng danh sách 5 cùng danh sách 4 tuy chỉ kém một bậc thôi, nhưng mà có khác nhau về bản chất, dựa vào chiến thuật, dựa vào phát huy cũng không thể bù lại. Hai bên một cái thuộc về nhân loại bình thường có đặc dị, một cái đã bước vào lĩnh vực bán thần rồi, là sinh vật thần tính, sinh vật thần thoại. Hơn nữa, hai vị ở đây rõ ràng cũng không chỉ là danh sách 4. Tracy đặt mình ở trước mặt bọn họ, cảm thấy mình chỉ là một danh sách thấp. Bất lão ma nữ Kathleen không tức giận, nhìn về phía Klein mang gương mặt trung tướng do lốc Dinengus, sau mắt lưu chuyển khẽ cười ra tiếng: thật sự là một người trẻ tuổi thú vị mà. Nếu không phải ngài quan chấp chính tử vong ở trong này, tôi có lẽ sẽ không hiển lộ tang thương trong lòng. Có một hồi bất ngờ gặp gỡ là một hồi tình yêu thuần túy với cậu đấy. Không, bà không muốn đâu. Cái này nghe lên cũng quá đáng sợ mà. Klein không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể vẫn nhìn Tracy thôi. Kathleen thì thấy Akkot không tỏ vẻ gì, thu hồi tầm mắt, dùng giọng nói tuyệt vời giống như ca sướng nói với cả Tracy vậy: dày vò trong thống khổ đi. Cái này đối với người có lẽ là một chuyện tốt đấy. Bà ta chợt thánh khiết đoan trang, nhìn về Akkot: tôi nhớ rõ văn hiển kia, mặt trên ghi lại là các loại thử của hàng thất Byron để tử thần sống lại. Nhưng mà thật đáng tiếc, bọn họ tựa như đều thất bại. Đến cuối cùng, bọn họ hình như đang suy xét tử thần nhân tạo. Ông còn cảm thấy hứng thú không? Tử thần nhân tạo? Tử thần làm thế nào mà nhân tạo được? Trừ bỏ tính duy nhất của đặc tính phi phạm, sao có khả năng còn có biện pháp khác? Cái này cũng không phải là rau cải trắng nha. Đế quốc Byron quá khứ, linh giáo đoàn hiện tại, không lẽ tất cả đều điên rồi sao? Klein âm thầm lẩm bẩm hai câu, không có chen vào đối thoại giữa nửa thần nửa người. Akkot trầm ngâm 2 giây hỏi lại: tôi cần trả giá cái gì? Kathleen cười rất thanh xuân: không, không cần. Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ, trợ giúp ông khôi phục ký ức từng chút một, tìm về quá khứ, một lần nữa trở thành vị quan chấp chính tử vong kia, hẳn là một chuyện thực sự thú vị đấy. Cái này có thể mang đến càng nhiều biến hóa, càng nhiều lạc thú cho thế giới này. Lời này nói được tựa như là một thiếu nữ phản nghịch vậy. Bất lão ma nữ, bất lão không chỉ là có thân thể, còn có tâm tính sao? Cô nên cảm thấy có chút không có cách nào nắm chắc ý nghĩ của đối phương. Có lẽ danh sách 6, danh sách 5 hoặc danh sách 4 của con đường ngày quan sát mới được. Anh phỏng đoán theo bản năng. Akkot gật đầu, tay phải duỗi ra bên ngoài. Trang giấy cùng bút máy trong phòng đã tự bay lại đây, như là có linh hồn vô cùng. Ông ta viết ra, rồi mang trên giấy đưa cho bà qua. Bà có thể triệu hồi tín sứ của tôi. Thì ra còi đồng nọ chỉ có một, có thể bảo trì hơn 1.000 năm vẫn có hiệu quả. Còi đồng nọ quả thật không phải vật đơn giản. Klein theo bản năng muốn đưa tay đụng vào còi đồng Akkot trong túi áo,
nhưng mà cố kìm nén lại. Bất lão ma nữ Catherine tiếp tục nhận lấy trang giấy, liếc mắt nhìn một cái rồi hé miệng cười. Tôi còn tưởng rằng ông sẽ trực tiếp nói cho tôi biết minh giới ở nơi nào. Bà ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm, mang theo ôn nhu, khó có thể diễn tả bằng lời, cười nhẹ nói. Tôi vẫn nhớ rõ ngài quan chấp chính tử vong, lúc trước là một người nam mạnh mẽ cỡ nào, lạnh lùng cỡ nào. Cái này để lại cho tôi ấn tượng cực kỳ sâu sắc đấy nha. Tôi rất ngạc nhiên, vì sao ông hiện tại lại trở thành mềm mại như vậy? Akut nắm tay, đè ở dưới miệng, cười khổ lắc đầu nói. Tôi là bất tử, không phải không già. Con người một khi già nua rồi thì luôn sẽ trở nên ôn hòa thôi. Không, Katini thì ánh mắt thâm sâu, không có che giấu nói. Tôi chờ mong ngày nào đó ông hoàn toàn tìm về ký ức, muốn xem một chút khi ông đó đánh giá bản thân hiện tại thế nào thôi. Nói tới đây thì góc miệng bà ta hơi nhếch lên, chớp chớp mắt với cả cờ lên. Có lẽ chúng ta đang phóng thích một tồn tại càng đáng sợ, càng tà ác hơn so với cả ác ma. Đây là đang châm ngòi sao? Cờ lên trong lòng nói nhỏ, nhưng mà anh vẫn nhịn không được nhớ tới trận tái nhật tai nạn, được ghi lại trong lịch sử của các điển tích giáo hội lớn. Nó làm cho lượng lớn sinh vật tử vong, làm cho Bắc Đại Lục biến thành địa ngục rõ ràng. Một kẻ chủ đạo trận tai nạn này chính là tử thần cùng với cả nguyên sơ ma nữ, là những kẻ ủng hộ tử thần cùng với cả giáo phái ma nữ Nam Đại Lục. Phương diện này thì ngã cốt được xưng là con chấp chính tử vong, tất nhiên cũng sắm vai nhân vật tương đương quan trọng. A cốt lặng lẽ vài giây, bắt lấy bà vai của cờ lên, mang theo anh tiến vào linh giới để rời đi. Trong vòng thuyền trưởng cái chết đen, nhất thời chỉ còn lại có bất lão ma nữ cùng với cả Tracy. Người sau nhìn về phía hai người biến mất, dịu đi một chút rồi mới cắn răng. Tôi sẽ không quên chuyện này đâu. Catherine khôi phục tư thái khánh khiết, mỉm cười nói. Đau đớn đi. Càng là đau đớn, người càng có thể cảm nhận được bản thân yếu nhỏ. Đau đớn đến cực hạn, cái loại dục vọng thay đổi bản thân này mới có thể đủ mãnh liệt, mới có thể hỗ trợ người thừa nhận ma dược, ở trong nghi thức thu được thần tính, trở thành bán thần. Trung tướng bệnh tật Tracy nghe như vậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt ngưng lại, bật thốt lên hỏi. Aleni có thể chạy ra cái chết đen là vì... Catherine cười nhẹ nói. Ngươi là đứa nhỏ tuổi nhất của ta, cũng là đứa nhỏ có khả năng trở thành bán thần nhất. Làm mẫu thân, ta đương nhiên phải giúp ngươi rồi. Cơ thể trên mặt Tracy co rúm lại, vặn vẹo nói. Đúng vậy, ta có mẫu thân như thế này thì còn có một người mẹ. Ngươi lúc trước vì sao không nói cho ta biết chân tướng? Ngươi rõ ràng nắm giữ danh sách thấp trong vài con đường. Catherine xoay người, áo bào trắng khẽ bay, giọng điệu mơ hồ nói. Chúng ta đều phải tới gần nguyên sơ thôi. Chúng ta đều là đứa nhỏ. Trong khi bà ta nói chuyện, chiếc thuyền buồm thật lớn dài mấy chục thước này chợt bốc lên ngọn lửa đen mãnh liệt nhưng yên tĩnh. Chúng bao trùm khắp các ngõ ngách, thiêu đốt không tiếng động, lại không có thương tổn đến đám hải tặc trên cái chết đen, tựa như đang thu dọn tro bụi vậy. Những khối màu sắc trùng điệp bay ngược, bóng dáng trong suốt, khó có thể miêu tả đi xa. Linh tính của cơ lên chợt động, cảm giác toàn bộ vật phẩm của mình lưu lại ở trên cái chết đen đã biến mất. Không hổ là bất lão ma nữ. Cơ lên thở dài một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại một lần nữa xuất hiện rơi xuống cùng ác cốt, rời khỏi linh giới. Bọn họ đang ở trong một cái sơn cốc, bên cạnh có con sông trải dài, có ruộng đất phì nhiêu, rất có trang viên cùng trấn nhỏ đặc sản của Ruen. Clint đánh giá nơi khác, phát hiện vị trí trước mắt là một nghĩa trang tối tăm bỏ hoang đã lâu. Ngài Akot, hắn nghi hoặc gọi một tiếng. Akot đi tới trước một phần mộ bia đá đã bị gãy, cỏ dại che lấp, trầm thấp nói. Sau khi nhìn thấy Catherine Pella, tôi lại nghĩ tới một chuyện. Tôi từng nói cho cậu biết, trong giấc mộng của tôi, trong một cuộc đời của tôi thì có một đứa con gái. Nó để mái tóc đen mềm mại, thích ngồi ở trên cái xích đu mà tôi tự tay dựng lên, đòi tôi kẹo. Vừa rồi khi đi qua linh giới, tôi bỗng cảm nhận được cái loại kêu gọi đến từ huyết mạch này.
Glenn bị cảm xúc của đối phương cảm nhiễm, trầm tĩnh hỏi, đây là của cô ta? Akon gật đầu, ngồi xuống, vuốt ve nửa khối bia mộ kia. Trên gương mặt màu cổ đồng là ôn nhu, là thương cảm, là mê mang. Đây là phần mộ của nó. Nếu tôi nhớ không sai, nó đã chết 926 năm rồi. 926 năm? Glenn vốn định nói cái gì đó, lại bị thời gian lâu dài kia ngăn cách. Nếu không phải các giáo hội lớn cưỡng chế an táng người chết ở trong nghĩa trang, cùng có trông giữ nhất định, lại từ kỷ đệ ngũ tới nay, không có chiến tranh toàn diện, thì phần mộ cùng mộ bia này đã sớm không thể tìm thấy rồi. Con người một đời cũng chỉ có mấy chục năm như vậy, mà đây là 926 năm. Nghĩa trang bỏ hoang yên tĩnh một hồi, Akon một lần nữa đứng dậy, bắt lấy bả vai của Glenn. Tôi đưa cậu trở về. Sau vài phút xuyên qua linh giới, Glenn một lần nữa thấy cái giường trắng của sàn nhà nâu. Akon đè cái mũ dạ, trầm nói. Tôi tiếp tục lữ trình của tôi đây, cậu cũng tiếp tục mạo hiểm của cậu đi. Glenn gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy ngài Akon nhanh góc miệng lên, cười cười nói. Vừa rồi có phải thực lo lắng tôi hoàn toàn tìm về ký ức sẽ biến thành tà ác giống như ma nữ hay không? Không đợi Glenn trả lời thì Akon thở dài một tiếng rồi nói. Tôi cũng thực sự lo lắng, bất quá tôi càng muốn tìm về chính mình hơn. Sau khi nói xong, hư không xung quanh của ông ta nhộn nhạo như trước, bóng người đã biến mất khỏi phòng. Glenn đứng tại chỗ thật lâu, không nói tiếng gì cả. Anh lắc lắc đầu, cười nói không tiếng động như tự trấn an vậy. Có lẽ đến lúc đó tôi đã là cường giả cấp bậc thiên sứ, có thể thành lập một bệnh viện trị liệu nhân cách phản xã hội rồi. Từ tiểu thư chính nghĩa đảm nhiệm phụ trách bác sĩ. Thu liễm suy nghĩ, cứ lên ngồi xuống theo thói quen, nghĩ lại cùng kiểm điểm lần hành động này. Mình nguyên tưởng rằng có thể chăn thả một vị đau đớn ma nữ, cùng được văn tự tử thần và càng tiến một bước manh mối về án dân cư mất tích. Ai biết phát triển, kết quả cuối cùng đều không có liên quan gì đến nhau, chỉ có thể hoàn thành mục tiêu lúc ban đầu mà thôi. Ai, mình chẳng có khả năng giật ra ngài Akon ra tay. Dù sao ông ta chưa khôi phục hoàn toàn vì bất tử ma nữ đối diện, vẫn là bản thân mạnh mẽ quan trọng hơn. Cầu người không bằng cầu mình, cần ngẫm lại thôi. Mình ở rất nhiều thời gian quả thật là đang cầu chính mình. Án dân cư mất tích này có thể vào tay từ người mua, vị thuyền trưởng liên Connor Victor kia sao? Colin cải biến tư thế ngồi, bản thân gật đầu, nói nhỏ trong lòng. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là bước đầu thành lập nguyên tắc sắm vai người không mặt, vừa dung nhập lại hút ra, cùng chiến thắng chướng ngại tâm lý, cảnh giác vấn đề trầm mê vào nhân vật. Cứ như vậy, ma dược dựa vào sắm vai chân thật đơn giản bình thường, 1-2 năm mới có thể tiêu hóa, có lẽ lại 3-4 tháng hoặc nửa năm là đã có thể hấp thu hoàn toàn rồi. Từ suy xét xong, cứ lên chuẩn bị ngủ một giấc, cho Hưởng Đông mang máy điện báo vô tuyến từ phía chân sư mù xám xuống, liên hệ cùng ma kính Arodes. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở phía chân mặt sư mù xám bói toán trình độ nguy hiểm trước đã. Vào sáng sớm, phía trên sương mù xám, Glenn thể hiện ra giấy bút, cân nhắc, viết xuống câu bài toán. Sử dụng máy điện báo vô tuyến có nguy hiểm không? Cẩn thận thẩm tra hai lần, anh lấy xuống con lắc trong cổ tay áo tay trái, bắt đầu bói toán. Trong quá trình này thì anh đề phòng cao độ, lại có chút sợ hãi. Tựa như đứa nhỏ vừa bịt lỗ tai, vừa đốt pháo vậy. Nếu quả thật liên quan đến nhóm tạo vật chủ chân thật hoặc nguyên sơ ma nữ, bản thân bói toán cũng gặp nguy hiểm. Đổi là người khác, chỉ đổi một loại phương thức mất khống chế hoặc tử vong. Nhưng mà Klein có sương mù xám ngăn cách, không đến mức thê thảm như vậy. Dẫn bạo ở nơi này rõ ràng vẫn tốt hơn tìm đường chết ở hiện thực. Anh lo lắng là sau vài lần lặp lại sẽ bị nhóm tà thần tập trung được vị trí, tự mình lại đây gặp mặt. Anh rất nhanh tiến vào trạng thái minh tưởng, đọc thầm câu bài toán này. Sau 7 lần thì anh không cần mở to mắt đã biết kết quả là gì, bởi vì anh vẫn còn ngồi ở nơi đó,
không thừa nhận đau đớn cực hạn. Cho Colin nhìn về phía con lắc thành anh, phát hiện ra nó quả nhiên đang xoay tròn nghịch kim đồng hồ. Colin nhẹ nhàng thở ra, lúc này quay về thế giới, bận rộn chuẩn bị nghi thức, mang máy điện báo vô tuyến ra khỏi không gian thần bí. Chờ đợi đại khái nửa giờ, anh rốt cục nghe thấy máy điện báo vô tuyến phát ra thành âm đát đát đát. Một đoạn giấy trắng hư ảo theo đó phun ra, mặt trên thì có một hàng chữ Ruen. Tôi đã đến, chủ nhân vĩ đại, là ngài sao? Sao lại mang đến cho mình một loại cảm giác ló đầu thăm dò vậy? Colin bỗng nhiên nhớ một biểu tượng cảm xúc đã thấy ở kiếp trước. Đó là con lạc đà được cừu che chở cô tê hóa, đang ló đầu nhìn về phía trước. Anh tiến lên hai bước, thực rụt rè một tiếng. Đát đát, giấy trắng hư ảo lập tức phun ra càng nhiều. Người hầu Aronet khiêm tốn trung thành của ngài đang chờ đợi cống hiến sức lực. Colin mang mất tự nhiên che giấu ở trong đáy lòng, mở miệng hỏi: Aronet, người nói cho ta biết Roy Kim học phái sinh mệnh đang ở nơi nào? Căn cứ vào dược sư béo miêu tả, anh biết tổ chức của bọn họ đang phát triển hình thức thầy trò truyền thừa, cùng suy đoán ra bọn họ nắm giữ hai con đường phi phạm, quái vật cùng dược sư. Cái này ăn khớp với đặc điểm của học phái sinh mệnh. Cùng lúc đó thì Colin cũng lấy phương thức cầu người không bằng cầu mình, chuẩn bị hình ảnh chụp của Roy Kim. Thanh âm đát 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 tăng lên một chút, ma kính Arodes lại dùng máy điện báo vô tuyến vẽ ra một bộ chân dung. Đúng là Roy Kim, tóc chỉnh tề, vuốt ra sau, đeo mắt kính. Là hắn à? Một hàng chữ Ruen theo sát phía sau. Colin gần gật đầu. Ma kính Arodes để cho tiếng đát 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 của máy điện báo vô tuyến trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Chủ nhân vĩ đại, người ngài muốn tìm đang bị nhốt ở trong phủ tổng đốc Bayam thành khẳng khái. Bị nhốt tại phủ tổng đốc sao? Colin nhíu mày, không vội hỏi tiếp, rất yên tâm thản nhiên nói. Tốt tốt, dựa theo nguyên tắc của ngươi nên là vấn đề của ngươi. Đát đát đát, Aronet lợi dụng máy điện báo vô tuyến đánh ra một hình vẽ khuôn mặt tươi cười đơn giản cùng một hàng chữ. Tôi đã hỏi qua, ngài cũng đã trả lời. Khi nào vậy? Colin đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhìn lại nội dung trước đó trên giấy trắng hư ảo, thấy một câu hỏi ở trên. Là hắn à? Cái này cũng có thể sao? Cái này cũng tính sao? Giờ khắc này thì Colin hoàn toàn lĩnh ngộ quy củ của ma kính Aronet. Đến cùng là tự do phụ thuộc tâm tính đến chừng nào. Đối mặt với cả người bình thường, đó là muốn nghiêm khắc bao nhiêu thì nghiêm khắc bấy nhiêu, muốn ác liệt bao nhiêu thì ác liệt đến bấy nhiêu. Thậm chí phải có người vây xem. Mà đến nơi này thì đó chính là tùy tiện ứng phó một chút là qua, rõ ràng chỉ như là xả nước vậy. Ngày này sao lại dưỡng thành tính cách như vậy? Colin suy xét 2 giây, chuyển hỏi một vấn đề khác. Arodes, người có biết quyển sách Rosel Du Ký này không? Arodes im lặng 2 giây, chợt lại để cho máy điện báo vô tuyến phát ra tiếng đát đát cứng ngắc, phun ra càng nhiều giấy trắng hư ảo. Chủ nhân vĩ đại, vấn đề này của ngài rất nhiều chiếu cố tới tôi. Tôi chỉ cần trả lời biết này là có thể giải quyết. Tôi giúp ngài hơi sửa chữa một chút, đổi thành nói ra chuyện liên quan đến Rosel Du Ký mà người biết. Nó là một quyển sách thực thần kỳ, có nhiều chủ nhân của nó đã mất tích. Tôi không thể nhìn thấy tác giả của nó là ai, nhưng có thể xác định là nó xuất hiện sớm nhất ở Cự Long nhất tộc, ở sau khi thành kỳ tích Laivihel biến mất. Xuất hiện ở sau khi thành kỳ tích Laivihel mà dòng không tưởng Angelwick thể hiện ra biến mất sao? Có lẽ có thể đẩy mạnh tiêu thụ về phía tiểu thư chính nghĩa một chút. Cô ta khả năng cảm thấy hứng thú. Nếu cô ta thật sự mua, làm trung gian, mình có thể nghiên cứu nó trước khi phía trên màn sương mù xám. Thực nghiên cứu ra vấn đề gì? Cuốn sách hoàn toàn hư ảo, thì nói cho cô ta người bán đổi ý, chỉ có thể lui tiền. Nghĩ như vậy, làm trung gian thật sự rất có tiền đồ mà. Colin suy nghĩ thay đổi thật nhanh.
nói với cả máy điện báo vô tuyến. Tới phiên ngươi, ta cũng muốn xem ngươi có thể hỏi ra vấn đề kỳ quái gì. Klein yên lặng thầm nghĩ. Má kính Arodes không có tạm dừng, đát 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 đánh ra một hàng chữ Ruen. Chủ nhân vĩ đại, tôi đã hỏi qua rồi, ngài cũng đã trả lời. Khi nào vậy? Klein vừa buồn cười vừa mờ mịt nhìn lên phía trên của giấy trắng hư ảo, rốt cục ở mở đầu nhất tìm được câu hỏi. Chủ nhân vĩ đại là ngài sao? Không thể không nói cái ma kính tên là Arodes này ở trên chuyện lấy lòng mình thật là không có một chút tiết tháo nào cả. Bất quá, loại phương thức câu hỏi thành đổi này của nó thật rất thỏa mãn chứng bắt buộc, rất giống như là chữ N trong tiếng Anh vậy, trong ngôn ngữ lập trình mà mình trước đây học vậy. Klein háng hắng yên hầu tiếp tục câu hỏi. Roi Kim vì sao lại bị nhốt ở trong phủ tổng đốc? Máy điện báo vô tuyến đã đát đát phun ra giấy trắng hư ảo. Từ rắn thủy ngân học phái sinh mệnh kia mất tích, nội bộ bọn họ đã xuất hiện phân biệt, cùng tạo ngộ không ít nguy hiểm, có thậm chí chết ở trong tay của học phái hoa hồng. Học phái sinh mệnh lấy hình thức thầy trò truyền thừa bí ẩn phát triển, nhưng mà cao tầng tồn tại một hội trưởng lão phối hợp phe phái khác nhau tranh đoạt. Kỷ đại ngũ tới nay, cái tên hội trưởng lão này dần dần trở nên hợp thời, hiện tại gọi là hội nghị vận mệnh. Tổng cộng có 7 vị nghị viện, rắn thủy ngân kia chính là nghị trưởng. Thầy của Roy Kim là một vị nghị viện vận mệnh trong đó. Ở sau khi rắn thủy ngân mất tích cũng xảy ra vấn đề, mà trước đó thì hắn mang vật phong ấn quan trọng nào đó của học phái sinh mệnh giao cho Roy Kim. Đây là nguyên nhân mà Roy Kim bị quân đội Ruen bí mật bắt. Rắn thủy ngân mất tích sao? Klein chợt liên tưởng đến Will Einstein ẩn thân vào Bách Lan, cùng với một rắn thủy ngân khác truy tìm hắn, nhưng chưa bao giờ lộ quá nghi ngờ là thiên sứ vận mệnh Ululu. Rắn thủy ngân học phái sinh mệnh khẳng định không phải tìm kiếm Will Einstein kia, bởi vì hắn có đủ khe hở để liên lạc với cả tổ chức, không đến mức biến thành trạng thái mất tích. Có lẽ là Will Einstein, có lẽ là con thứ ba, cái này không thể nào phán đoán được. Klein nhẹ nhàng gật đầu, nói với cả máy điện báo vô tuyến. Đặt câu hỏi đi. Lần này thì mình có thể xác định trước đó không có câu hỏi nào khác. Hay xem người có thể hỏi cái gì đây. Không thể không nói, người cũng có chút tiện. Người khác đều sợ hãi câu hỏi của Marking Arodes. Mà sau khi nó liên tục giúp mình triệt tiêu 2 lần, mình ngược lại rất muốn nó chính thức đặt câu hỏi với mình vậy. Đạt đạt đạt. Thành âm máy điện báo vô tuyến bỗng nhiên trở nên có chút chậm rãi, giấy trắng hư ảo phun ra dần dần gian nan. Cái này chủ nhân vĩ đại, ta nên thế nào mới có thể làm tốt người hầu trung thành khiêm tốn của ngài? Ta đã xem nhẹ giới hạn của mày rồi. Colin thu liễm vẻ mặt giờ khóc giờ cười, trầm thấp đáp ứng lại. Bảo trì như bây giờ là có thể thôi. Tốt. Thanh âm đa đa đát nhẹ nhàng vang lên. Khí tức sắp tiêu tan rồi. Arodes trung thành khiêm tốn của ngài chờ đợi lại cống hiến sức lực cho ngài. Đến cuối cùng thì Arodes còn phối một hình vẽ phất tay đơn giản. Nó thật đúng là đa tài đa nghệ mà. Cũng đúng, má kính biết nhiều như vậy, muốn không biết cái này cũng là khó khăn. Klein nhìn máy điện báo vô tuyến quy về trầm tĩnh. Anh đi thong thả vài bước, ngồi ở mép giường, suy xuyết chuyện của Roy Kim. Anh hoàn toàn không có ý tưởng lẻn vào phủ tổng đốc Bayam, ở dưới quân đội trông giữ nghiêm ngặt cứu đi Roy Kim ra. Bởi vì căn bản không biết đối phương, ngay cả mặt mũi cũng chưa có thấy qua, liên hệ duy nhất là dược sư béo. Lòng đất giáo hội gió bão khẳng định cũng còn giam giữ không ít người phi phạm. Nhưng mà cái này có quan hệ gì với mình đâu? Klein lắc đầu cười nhẹ. Vừa rồi Arodes lộ ra tin tức làm cho anh phát hiện một việc, đó chính là món vật phẩm thần kỳ làm cho thượng tướng máu Xenon trở nên đủ may mắn, có lẽ đến từ học phái sinh mệnh. Sau lưng vị tướng quân hải tặc này đại khái là học phái hoa hồng. Bọn họ thừa dịp rắn thủy ngân mất tích sát hại không ít thành viên của học phái sinh mệnh. Cái này cũng nhắc nhở mình ở trên đối phó tướng quân hải tặc phải càng thêm thận trọng so với cả trước kia. Trung tướng bệnh tật Tracy một lời không hợp tìm đến bất lão ma nữ Catherine Bella.
tướng quân hải tặc còn lại cũng sẽ có không phải không có người ủng hộ. Bọn họ đại biểu thường thường là một thế lực, một tổ chức. Sau lưng thượng tướng máu là học phái hoa hồng. Sau lưng thượng tướng ngôi sao là hội khổ tu mo, cùng với hội tarot chúng ta. Sau lưng thượng tướng địa ngục, đại cái là linh giáo đoàn thêm là vua Nam Biển. Sau lưng trung tướng núi băng, cất giấu giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ. Trung tướng biển sâu, cùng trung tướng hoàng hôn, tạm thời không biết. Nhưng mà có thể ở trên biển xưng bá nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải chỉ dựa bản thân mình. Nghĩ như vậy thì sau lưng của trung tướng Zolok Zinengus lúc trước là thế lực nào? Là thế lực không thể nói cho hắn mấp máy đói khát, hoặc là sử dụng hắn ám sát công tước Negan kia. Về sau lại săn bắn đến quân hải tặc, trước không thể lộ một chút tiếng gió. Hơn nữa chỉ là một lần thử, thất bại lập tức rời xa. Klein trong suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện trước đây. Đó chính là hạt giấy do rắn thủy ngân Will Einstein này tự gấp còn ở trong tay của anh. Chuyện hạt giấy, Klein hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì lúc trước Will Einstein, rắn vận mệnh này đã thông qua vật phẩm nọ định vị tinh linh thể bác sĩ Alam. Ở khi ông ta ngao du linh giới trong mộng, đưa tin tức vào cho nó, hình thành gợi ý, cũng diễn hóa thành cảnh trong mơ riêng. Sau đó thì Klein dùng hạt giấy của mình gấp thay cho con Will Einstein, đến phía trên màn sương mù xám làm bói toán, có thể biết được kết luận hữu hiệu cho đến vợ bác sĩ Alam đang mang thai. Ông thông qua suy tính đối với cả thời gian cùng hiểu biết, mơ hồ tình huống danh sách 1 tới danh sách 0, suy đoán Will Einstein chính là nối đuôi làm lại, suy đoán đối phương đang cùng rắn vận mệnh khác tiến hành tranh đấu vị trí danh sách 0, mà hạt giấy nọ mang đến ác mộng tương ứng chỉ là phụ gia, tác dụng chân chính là trợ giúp Will Einstein lấy phương thức bí ẩn trở thành trẻ con. Chuyện này buồn cười nhất là hạt giấy do Klein gấp bị kẻ gác đêm bách lăn xem thành nguyên bản của Will Einstein, dùng thủ công càng thêm thô ráp của bọn họ giả tạo ra một cái để thay thế. Cái của Will Einstein vẫn bị mình để ở phía trên màn sương mù xám, thiếu chút nữa quên mất. Dùng nó bói toán chỉ có thể thu được gợi ý cực kỳ mơ hồ, nếu không có gặp gỡ gì khác rất khó suy đoán ra đứa nhỏ mà vợ bác sĩ Alam đang mang thai kia chính là Will Einstein. Nhưng mà trái lại, Will Einstein có thể lợi dụng nó để thực hiện xác định vị trí linh giới, tựa như ma kính Arodes dựa vào khí tức sương mù xám từ linh giới kết nối với cả máy điện báo vô tuyến kia vậy. Cái này tựa như tồn tại khả năng nào đó. Cô lên chợt ngồi thẳng, có ý tưởng cực kỳ sáng tạo. Anh muốn lợi dụng con hạt giấy kia để câu thông với cả Will Einstein ở trong mộng. Cái này đối với cả mình hiện tại mà nói, khả năng không tác dụng gì, thậm chí che giấu nguy hiểm nhất định. Nhưng mà nếu Will Einstein thật sự là rắn vận mệnh, học phái sinh mệnh kia, mình cung cấp tình báo tương ứng, khẳng định có thể đổi lấy hào cảm nhất định. Đối với cả loại tồn tại cấp vua thiên sứ này, đầu tư trước là tất yếu. Chờ hắn chân chính sinh ra rồi, nói không chừng sẽ có hồi báo mấy chục lần. Dù sao thì thử cũng sẽ không chết. Chết thì có thể sống lại. Klein trong lòng nghĩ như vậy, thực tế cũng rất cẩn thận. Hắn tính trước kia đi mua trên màn sương mù xám, bói toán trình độ nguy hiểm, sau đó mới quyết định có nên áp dụng thực tế hay không. Trải qua một phen bận rộn, anh xác định chuyện này trình độ nguy hiểm có thể chấp nhận. Vì thế lợi dụng nghi thức, mang con hạc giấy nọ từ phía trên màn sương mù xám về hiện thực. Có lẽ là do xuất xứ từ rắn vận mệnh danh sách 1. Hạc giấy này không có bởi vì phía trên màn sương mù xám thời gian dài mà có chỗ nào độc đáo. Vẫn không có gì đặc biệt, bình bình thường. Hy vọng khí tức phía trên màn sương mù xám này không có trung hòa đi đặc thù của bản thân nó. Nếu không, Will Einstein sẽ không thể định vị được. Danh sách trước của rắn vận mệnh là tiên tri. Việc làm của mình có thể đã ở trong Will Einstein đoán trước hay không? Hắn sở dĩ lựa chọn bác sĩ Alam là phụ thân là vì bác sĩ Alam là bạn của mình. Từ đó có thể thành lập liên hệ với mình sao? Cái này sẽ không là quá tự luyến quá khứ chứ? Bất quá, có một vấn đề đáng hoài nghi. Will Einstein sau khi lợi dụng hạt giấy định vị được bác sĩ Alan, trực tiếp đầu thai là được,
Vì sao còn phải làm cho ông ta lặp lại làm ác mộng? Hơn nữa, cảnh trong mơ kia còn thể hiện rõ tranh đấu giữa rắn vận mệnh. Đối với cả một người bình thường mà nói, vừa không biết cũng chẳng có khả năng phát huy tác dụng gì ở trên chuyện này. Cái này không phải dùng ánh mắt câu dẫn người mù sao? Will Ornstein chế tạo cảnh trong mơ là triển lãm cho mình xem sao? Colin nhíu mày, có suy đoán nhất định. Anh áp chế nghi hoặc, cầm lấy bút máy, chấm mực, suy xét ở lưu một câu trên hạc giấy để khiến cho Will Ornstein rắn vận mệnh này chú ý. Viết cái gì cho tốt đây? Colin suy xét Aronet miêu tả học phái sinh mệnh đang gặp phải, cảm thấy có một câu vừa có thể bao quát toàn bộ, lại cực kỳ tươi sáng, bao hàm cảm tình phong phú. Câu kia chính là: nhà của ngươi bị nổ. Những lời này quá thô tục, quá trực tiếp, không đủ lễ phép. Hơn nữa Will Ornstein vị tất là nghị trưởng học phái sinh mệnh. Colin cân nhắc một chút, hơi mở ra hạc giấy, ở mặt ngoài viết xuống một câu cực ngắn: Roy Kim bị bắt. Làm xong tất cả cái này thì Colin đặt xuống bút máy, mang hạc giấy nhét vào ví da của mình, tựa như lúc trước bác sĩ Alan đã làm vậy. Bên rìa hải vực Roy, trên một đảo lớn bị sương mù che lấp, lệch khỏi quỹ đạo tuyến hàng hải chính. Trong một tiếng kêu to thê lương, ác điểu màu lam nhanh xuống, giống như là bị cái bóng rơi từ trên trời xuống vậy, trùng trùng ngã vào mặt đất, làm bùn đất văng khắp nơi, máu tươi bay búa. Arkit Wilson không có sơ ý, đứng ở xa xa, nâng tay trái lên, dùng ngôn ngữ anh đang mang cái nhẫn màu đen nhắm ngay sinh vật phi phàm đang sợ chim ưng này. Cái nhẫn nọ có một mũi nhọn nhô lên, mặt trên thì dính vết máu cũ kỹ, vừa xa xưa lại tà dị. Đây là vật phẩm thần kỳ anh đã dùng tiền thưởng của mình, của sắt thép Mavis, mua được từ chỗ thợ thủ công. Đối với cả ngoại tuyên bố là 5.200 bảng, thực tế chỉ có tốn 3.100 bảng thôi. Cái nhẫn này tên là roi tinh thần, có thể tạo thành thương tổn tinh thần thật lớn, khó có thể ngăn chặn với kẻ địch. Trừ cái đó ra thì chỉ tăng mạnh nắm giữ của Akit với các loại vũ khí, cho nên thực tế cũng không phải là quá đắt đỏ. Lúc ấy thì thợ thủ công cùng trong bạn bè của anh ta có hai vật phẩm thần kỳ, một là roi tinh thần, hai là nhẫn vu thuật. Cái sau thì năng lực nhiều, tính thích ứng mạnh, giá lại không chênh lệch nhiều so với cái trước, là lựa chọn rất tốt. Nhưng mà Akit trải qua trịnh trọng suy xét vẫn lựa chọn roi tinh thần. Anh ta tin tưởng không có vật phẩm này thì chuyện săn bắn chim ưng lam sẽ khó khăn gấp vài lần, bởi vì đó là sinh vật phi phàm biết bay. Thực tế thì cũng chứng minh phán đoán này. Vì thế Akit nguyện ý thừa nhận quấy nhiễu thời khắc đau đầu, hận không thể đập đầu vào tường thôi. Chờ đợi vài phút thì thấy trên người chim ưng lam nổi lên điểm sáng. Ở vị trí cánh ngưng ra 6 sợi lông chim kết tinh, Akit mới nhẹ nhàng thở ra đi qua đó. Trên trán của anh thì cột một mảnh vải bố, mặt trên khảm khối bảo thạch đỏ như máu, phát ra hào quang giống như ánh mặt trăng vậy. Đây là di sản quỷ hút máu nam tước, vốn nên thuộc về em Linh Quai. Nhưng mà Akit sau khi tới tay không vội hoàn thành giao dịch, mà lại mượn dùng đặc tính có thể lợi dụng bước đầu của nó để bỏ thêm vào bảo hiểm cho hành động săn bắn chim ưng lam của mình. Thời điểm nào đó thì làm trung gian là tương đối không tệ. Akit vừa thu hồi 6 sợi lông chim kết tinh, vừa không tiếng động cảm thán. Anh ta đứng thẳng người dậy, nhìn về phía ngọn núi cao ngất tương đương tòa đảo nguyên thủy này cùng rừng rậm xanh xanh, cảm giác được nơi đó cất giấu rất nhiều nguy hiểm, khó có thể diễn tả bằng lời. Thực lực của mình hiện tại thì còn chưa đủ để thăm dò nơi này. Akit thu hồi tầm mắt, bước về phía rìa đảo nhỏ, thời khắc chú ý xung quanh có kẻ săn bắn nào khác. Rất nhanh, anh đã nhảy vào trong biển, lấy năng lực hàng hải ra, thoải mái bơi ra xa. Thuyền U Linh của anh thì đang đậu ở nơi đó, các thủy thủ của anh vẫn còn đang ngủ say ở trong hiệu quả của khí thể gây tê của huyết tộc. Muốn đến tòa đảo nguyên thủy này, thuyền phải lệch khỏi đường hàng hải chủ, ở dưới tình huống hải quái ẩn núp, gió bão vần quanh, di chuyển ít nhất 6 giờ. Bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm chìm tàu. Chỉ có hàng hải gia quen thuộc lộ tuyến
mới có thể có biện pháp đưa thuyền chạy đến phụ cận này thôi. Đêm khuya tiến đến, Colin tính dưỡng một ngày, buông báo, chui vào ổ chăn. Khi sắp ngủ thì anh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Danis về tàu Golden Dream, một mình ở căn phòng lớn như vậy có phải quá lãng phí hay không? Colin hơi gật gật đầu, không thể nhận ra, quyết định hưởng đông sẽ trả phòng, đổi một khách sạn khác. Sau khi hạ quyết định xong, anh rất nhanh ngủ đi. Ở trong mơ mơ màng màng thì đột nhiên thanh tịch. Anh biết có lực lượng xâm nhập cảnh trong mơ của mình. Ngay cả rắn vận mệnh xâm nhập cũng có thể phát hiện. Mình rất là lợi hại mà. Không, sương mù xám rất lợi hại. Colin nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra mình đang ở trong một mảng bình nguyên tối đen hoang vu. Cách đó không xa thì có một tòa tháp nhọn màu đen. Đây là hình ảnh anh từng thấy ở trong cảnh trong mơ đậm đặc của bác sĩ Alan. Nhưng mà lúc này thì trên tháp đã không còn con rắn lớn màu trắng bạc thần bí kia. Colin có chút suy nghĩ gật gật đầu, bước chân nhanh hơn, tiến vào tháp nhọn tối đen. Nơi đó vẫn cũ kỹ mục nát, bố cục hỗn loạn. Cầu thang khi thì xoay qua hướng này rồi lại xoay hướng lên trên, khi thì hạ xuống dưới. Các phòng có bình thường, có chồng ngược, có cả các bộ vị khác nhau. Thông qua từng cánh cửa lớn, xuyên qua từng vách tường, Colin lại một lần nữa đi vào chỗ sâu trong tháp cao màu đen. Nơi này phân tán từng lá bài tarot, vây quanh mặt đất hơi khô, nhô lên ở khu vực chính giữa. Nơi đó có một hàng chữ màu trắng bạc cùng một bức tranh chân dung. Tranh chân dung nọ thuộc về dược sư béo. Hàng chữ màu trắng bạc nọ học thành một câu: báo cho Darkwell biết. Dược sư béo tên là Darkwell. Will Onstein thật sự là rắn vận mệnh học phái sinh mệnh kia sao? Mà mình quả thật có thể lợi dụng hạc giấy câu thương với cả hắn ở trong mộng. Cứ lên chờ đợi một hồi rồi gặp không có gợi ý gì khác thì rời khỏi cảnh trong mơ lại ngủ tiếp. Sau hưởng đông, cứ lên sau khi hỏi rõ ràng giữa trưa trả phòng, không thu thêm tiền phòng, đội mũ dạ ngồi xe ngựa đi đến trước cửa Red Theatre. Tòa kỹ viện thanh danh truyền xa này đang ở thời điểm vắng vẻ nhất, yên tĩnh giống như nhà quỷ vậy. Colin liếc mắt nhìn một cái, lập tức đi tới ngõ nhỏ đối diện, đi vào tiệm thảo dược của Darkwell. Anh trần có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía của nóc nhà, thấy con cú mèo mập mạp này đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn mình. Dược sư béo trước đó giống như đang thử thuần hóa động vật vi phạm. Colin có chút suy nghĩ, thu hồi tầm mắt, gõ cửa lớn. Thông thông thông. Anh chờ đợi một hồi thì thấy được dược sư béo Darkwell còn buồn ngủ mở cửa phòng ra. Cậu không sinh bệnh mà, Darkwell quan sát một hồi rồi nói. Colin thì vẫn duy trì về mặt lãnh đạm của Herman Sparrow, lễ phép nhếch khóe miệng nói: chào buổi sáng ngài dược sư, tôi đã tìm được sư phụ của cậu. Thật sao? Dược sư Darkwell thì không dám tin hỏi ngược lại. Cậu mới nhận ủy thác còn có hôm trước mà. Mình hôm trước mới nhận ủy thác, khi nào tìm được người thì cứ tất nhiên liên hệ mà. Nếu không phải bỏ ra một ngày chờ rắn vận mệnh Will Onstein định vị lại, mình có thể có được đến trước 24 giờ. Cái này kêu là chuyên nghiệp, Colin bình thản đáp lại. Anh có thể lựa chọn không nghe. Lời nói đến tiếp sau của dược sư béo Darkwell bị nghẹn trở về. Cơ thịt khuôn mặt giật giật nói: anh nói đi. Colin bình thản nói: tôi thu được tin tức Roy Kim bị quân đội bí mật bắt rồi, trước mắt bị giam giữ ở trong phủ tổng đốc. Tin tức thu được từ chỗ ma kính Arodes. Anh yên lặng ở trong lòng, bồi thêm một câu: thật sao? Darkwell khống chế được bản thân của mình. Rồi sau đó là ánh mắt trợn lên, bật thốt hỏi lại. Colin hơi gật đầu khó có thể nhận ra rồi nói: nguồn tin tức này đủ tin cậy, nhưng mà tôi không cách nào xác nhận, Darkwell do dự nói. Bởi vì liên quan đến một vật phẩm phong ấn quan trọng của học phái sinh mệnh, Colin nói trực tiếp. Dược sư béo nhất thời bị dọa giật mình, lui ra sau hai bước, cảnh giác nhìn xung quanh, sợ hãi lời nói vừa rồi bị ai nghe được. Loại chuyện này có thể tùy tiện nói ở trên đường cái sao? Hắn rõ ràng chúng ta là học phái sinh mệnh, hắn rõ ràng ông lão liên quan đến một vật phẩm phong ấn quan trọng. Mình là đến một lần đầu tiên lạc lối cuối cùng mới biết được đây. Darkwell dần dần tin tưởng tình báo nhà mạo hiểm trước mặt này cung cấp.
Colin liếc mắt, nhìn con cú mèo bay xuống từ trên nóc nhà, đậu ở bả vai của dược sư béo một cái rồi nói, anh có thể trả thù lao. Tôi không có cách nào xác nhận, cũng không có khả năng anh nói cái gì thì tôi sẽ tin cái đó. Jackwell mạnh miệng nói. Sau đó, hắn liền thấy ánh mắt nhà mạo hiểm đối diện trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Dược sư béo thì dùng mình một cái, vội vừa than thở vừa nói. Được rồi, miễn cưỡng tính anh hoàn thành ủy thác vậy. Hắn đau lòng, từ trong túi áo phía dưới, lấy ra sấp tiền mặt, đếm ra 100 bảng đưa cho cờ lên. Tuy hắn là người phi phạm, nhưng mà chức nghiệp là dược sư, thêm thuần thú sư. Tố chất thân thể được đề cao, không thể hoàn toàn phản ứng ở trên chiến đấu trực diện. Vị tất thắng được người thường, nắm giữ súng ngắn, mà sủng vật phi phạm thuần dưỡng, cũng là không có sức chiến đấu gì. Đối diện vừa thấy chính là nhà mạo hiểm kinh nghiệm phong phú, con đường nhiều. Đại khái cũng là người phi phạm. Một người một cú mèo chung một chỗ thì có lẽ cũng không là đối thủ thôi. Chỉ có thể nghe đối phương nói cái gì thì làm cái đó thôi. Tiền mình thật vất vả mới kiếm được đó. Hắn ở trong lòng than thở một câu. Làm dược sư quả thật dễ kiếm tiền. Đến hải ngoại thuộc địa cũng là như thế. Hải tặc thủy thủ cùng nhà mạo hiểm nơi này rất nhiều. Nhân viên hỗn tạp, tổ chức chính phủ quản lý tương đối thả lỏng. Hắn có thể bán một ít dược phẩm vi phạm lệnh cấm mà không lo lắng bị ai tìm tới cửa. Chỉ là khách ở Red Theatre này, ở trong 2 tháng gần đây thì cung cấp mối làm ăn đã khiến cho hắn kiếm được tiền tài vượt qua 1 năm trước đó. Nhưng mà thân là người phi phàm, hắn chỉ tiêu cũng có rất lớn. Tích tụ trước đó đã bởi vì tấn thăng thuần thú sư mà tiêu hao đại bộ phận rồi. Sau lại dưỡng sủng vật, cực cực khổ khổ, giúp nó mua phối phương, điều ma dược, cùng mua phù chú phòng thân cho bản thân, các loại vật phẩm. Tiền chân chính có thể tiết kiệm được thì cũng chỉ có mấy trăm bảng như vậy mà thôi. Colin tiếp nhận tiền này, mượn cơ hội đếm nghiệm chứng thật giả, sau đó mới thu vào cái túi tiền, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở đầu ngõ, dược sư béo đá queo, vẻ mặt nháy mắt trầm xuống. Nơi này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, phải mau chóng rời đi thôi. Hắn vừa nhỏ nói thầm, vừa trở về trong tiệm thảo dược, tiến vào trong phòng, kéo ra cái vali màu nâu, nhét nhanh các loại quần áo cùng những sấp tiền được xếp chỉnh tề vào trong. Cuối cùng thì hắn mang tiền mặt giá trị thấp cùng với cả đồng tiền giá trị khác nhau trong túi tiền lẻ đổ ra, cho vào túi áo. Lấy cái này mua văn kiện chứng minh thân phận, cầm theo vali màu nâu rời khỏi tiệm thảo dược. Quay đầu nhìn các loại tài liệu thuốc còn chưa bán hết, đã kéo khuôn mặt mập mạp rõ ràng run rẩy một cái. Hắn hít vào một hơi, chịu đựng đau lòng khóa cửa lớn lại, thẳng ra đầu ngõ gọi một chiếc xe ngựa tới công ty bán vé tàu Bách Lan. Tới công ty bán vé tàu Bay Giam. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, ông lão bị bắt rồi, bị bắt rồi. Hắn ngồi trong thùng xe thì không tiếng động, tự lặp lại nhiều lần, mơ hồ có chút run rẩy. Ở dưới trạng thái như vậy, hắn rút cục đi tới công ty bán vé, vừa trả tiền xe, vừa sải chân đi vào đại sảnh, xếp hàng ở trước cửa tàu khách đi Đông Bay Đon. Hít hô, Darkwell liên tục hít sâu, theo sát phía sau hàng người mua vé, di chuyển từng bước một. Mua tàu gần nhất, hắn cường điệu một lần đối với cả chính mình. Ở trong đi đi lừng rừng, Darkwell dần dần yên tĩnh xuống. Vẻ mặt của hắn chợt có vặn vẹo, lại nhanh chóng bình phục xuống, lại vặn vẹo, lại bình phục xuống. Khi người mua vé phía trước, hắn chỉ còn có một người thôi, Darkwell bước chân lại cứng ngắc tại chỗ. Đồ con lừa, mày là đồ con lừa. Hắn tự mắng một câu, chợt xoay mạnh người, cầm theo vali, cầm theo văn kiện chứng minh thân phận, đi ra khỏi đại sảnh bán vé. Colin cũng chẳng quan tâm dược sư béo Darkwell đi cứu thầy roi kim của hắn thế nào. Anh cho rằng cái này không phải là chuyện của anh. Sau lưng bọn họ là học phái sinh mệnh, chẳng sợ gần đây xuất hiện phân biệt, cũng là một tổ chức xa xưa, có lịch sử mấy trăm, cả ngàn năm, sinh ra ở sơ kỳ, kỳ đại ngũ, có nội tình thâm hậu. Dược sư béo tự nhiên tìm được người hỗ trợ. Nếu học phái sinh mệnh cũng không được, mình mang toàn bộ hội ta đốt ra cũng vô dụng. Không cần quan tâm, quân đội ở Bai Giam là có một vị nửa thần nửa người. Đương nhiên, hắn vị tất ở phủ tổng đốc. Có lẽ ở trong căn cứ quân sự
Cô lên ở trong xe lấy ra ví tiền, nhìn nhìn giấy hạc ở bên trong, suy xét có nên lập tức đưa nó ở phía trên màn sương mù xám hay không. Lại đợi một chút thì nói không chừng Will Onstein rắn vận mệnh này cho mình ưu việt gì đó. Lần sau nhớ chuẩn bị bút. Trước đó cũng xem nhẹ vấn đề này. Một con hạc giấy cũng không lớn, dùng bút rất nhanh sẽ không còn chỗ để viết tình báo. Vậy không thể chủ động liên lạc với Will Onstein, chỉ có thể để bị động chờ đợi thôi. Mà mình thì chẳng có khả năng cứ mang hạc giấy này để ở trên người, qua vài ngày phải đưa về trong đống tạp vật phía trên màn sương mù xám. Dù sao thì không thể cứ để cho Will Onstein định vị được mình, cẩn thận là trên hết. Colin nhanh chóng đưa ra quyết định, trở lại Andrew Will, thu thập hành lý, trả căn phòng xa hoa. Làm cho anh vui mừng là Darkness Danis khi lần thứ hai lại có dự chi bộ phận tiền phòng, anh chỉ phải bỏ ra 5 sao le. Rất nhanh, Colin đổi khu phố, đi vào phố Autumn gần quán Bar Dragon Leaf. Ở trong một tên là khách sạn Chinia, một gian phòng khách sạn sẽ nhưng bình thường. Nơi này mỗi ngày chỉ cần 2 sao le, 2 penny, còn tặng thêm một vài ly nước ép từ hoa quả nữa. Uống nước trái cây hơi ngọt ngọt như nữa này, Colin không cần bận tâm tới hình tượng nữa. Rời ghế đến ghế bành trong phòng, quyết định ngủ bù trong 2 giờ kế tiếp, sau lại đi phía trên màn sương mù xám xem các tín đồ khẩn cầu, thể nghiệm cảm giác ngàn người ngàn mặt. Bách Lan, nhà White. Emily nhìn viên bảo thạch đỏ như máu xuất hiện ở trong tế đàn, giống như nghe thấy máu của mình đang cộng minh với nó vậy. Cảm tạ ngài kẻ khờ. Cậu cầm lấy viên bảo thạch kia, cảm hứng đặc dị chảy xuôi bên trong tim, tin tưởng đây là di vật của một vị nam tước huyết tộc. Chỉ cần chuẩn bị tốt nghi thức kế thừa hoặc tài liệu ma dược phụ trợ tương ứng thôi, mình có thể trở thành một vị nam tước. Mà cái này cũng chẳng khó khăn đối với cả giai đoạn trước mắt mà nói. Emlyn bao hàm, chờ mong cùng đắc ý. Dựa theo hệ thống nhân loại, đến lúc đó mình chính là một người phi phạm danh sách 6, danh hiệu đối ứng là giáo sư ma dược. Đảo mắt lại tới thứ hai, trên biển sương mù, một đội thuyền đang xuyên qua sương mù loãng cùng hải dương màu lam. Kỳ hạm của chúng là một chiếc thuyền buồm thật lớn, mặt trên dắt lá cờ độc đáo, miêu tả một con mắt có 10 ngôi sao vần quanh, con mắt không có đông mi. Thượng tướng ngôi sao Capella đứng ở bên cửa sổ phòng thuyền trưởng, lẳng lặng nhìn ánh dương chiếu thấu đám sương, cho đến khi đồng hồ treo tường phát ra âm thanh cúc cu cúc cu. Cô liếc mắt nhìn qua, rồi rất nhanh đổi thành giờ tin ghen, đổi thành giờ Ruen, sau đó kéo bức màn ngồi xuống sau bàn. Trên cái bàn do gỗ màu đỏ chế thành bày kính lục phân, có vẻ làm từ đồng thau cùng mô hình thiên văn màu lam. Cái sau mặt ngoài thì có mảng lớn gỗ trống, đó là khu vực chưa có thăm dò hoặc là không thể thăm dò rõ ràng. Capella đưa ra ngón tay di chuyển mô hình thiên văn, tiếp theo thì nhắm nửa mắt lại chờ đợi kẻ khờ triệu tập. Không bao lâu, trước mắt của cô hiện ra hào quang đỏ thẫm mãnh liệt như nước, hoàn toàn bao phủ lấy cô đã sớm bị có chuẩn bị. Chờ cô thích ứng biến hóa thì trong tầm mắt lại xuất hiện cung điện thần thánh, được những cột đá chống đỡ, xuất hiện bàn dài đồng xanh xa xưa loang lổ. Trong thanh âm nhẹ nhàng, hoạt bát, ân cần, thăm hỏi của tiểu thư chính nghĩa, Capella cũng hướng về ngài kẻ khờ, vẫn bao phủ ở trong màn sương mù xám trắng, đưa ra lời thăm hỏi. Ánh mắt đơn giản đảo qua, trong đôi mắt màu đen, hơi sâu của cô, có chút co rụt lại. Cô phát hiện ra người treo ngược, ánh trăng cùng mặt trời ở đối diện có hình tượng linh tính tràn đầy ra rất nhỏ, hoàn toàn khác với cả lần trước. Cái này cho thấy bọn họ đã thu được tấn thăng. Cái này cho thấy bọn họ tấn thăng ở mấy ngày gần đây thôi. Chỉ cần một tuần, ba thành viên hội Tarot thu được tấn thăng. Ngài người treo ngược cùng với cả ánh trăng, thậm chí khả năng đạt tới danh sách 6. Đây là trùng hợp sao? Vừa bạn đều uống ma dược ở trong một tuần. Từ trên xác suất mà nói, cái này có khả năng. Lần trước ánh trăng cùng với cả mặt trời cần mua tài liệu có thể chứng minh. Nhưng mà cái này cũng đủ để thuyết minh thành viên hội Tarot tốc độ tấn thăng rất nhanh. Nếu không thì không thể nào trùng hợp như vậy. Đương nhiên,
ở danh sách năm trở xuống, người phi phàm nắm giữ cách sắm vai, chuẩn xác, lại không thiếu tài nguyên. Tuấn thăng nhanh cũng chẳng kỳ quái. Bắt đầu từ danh sách 6 đến danh sách 5, phải có nghi thức phụ trợ, tiêu hóa càng thêm khó khăn, rất khó lại phát sinh chuyện cùng loại. Ẩn giả Camela thu hồi tầm mắt. Tiếp theo thì chính nghĩa AJ, xin lỗi tiếng ngài kẻ khờ. Nói gần đây không liên lạc được với thành viên hội tâm lý luyện kim, không thể cung cấp nhật ký Russell. Tương tự còn có ma thuật Sephiroth. Hồi âm từ thầy của cô thì gần đây luôn chậm chạp, mà thời tiết rét lạnh làm cho cô không muốn ra ngoài. Mặt trời đi đếch thì vì là vừa mới tấn thăng, có rất nhiều chuyện cần xử lý, không thể lấy được tư liệu thần thoại cổ đại mới. Kẻ khờ cờ lên thì chỉ có thể bình tĩnh gật đầu. Đi đếch thay thế, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về hướng của bàn dài đồng xanh. Ngày thế giới, tôi lấy được biện pháp phân y đặc tính phi phàm của người mất khống chế ô nhiễm tinh thần mà ông muốn rồi. Không cần nói thẳng ra như vậy đâu. Kẻ khờ cờ lên ở trên bàn dài đồng xanh, vẻ mặt suýt nữa dại ra. Tuy mặt trời đã nhiều lần hứa hẹn từ sớm, làm cho đám người tiểu thư chính nghĩa cùng người treo ngược đã biết chuyện này, nhưng mà cô gái ẩn giả không phải vừa mới gia nhập sao? Cô lên nhịn xuống xúc động ôm mặt của mình. Biện pháp phân ly đặc tính phi phàm bị ô nhiễm tinh thần mà người bị mất khống chế để lại sao? Ẩn giả Capella liếc mắt nhìn thế giới một cái, suy đoán đối phương khả năng đang cầm một loại đặc tính phi phàm của người mất khống chế lưu lại. Hơn nữa, một món trong đó đại khái liên quan đến thế giới tấn thăng, hoặc là người có quan hệ chặt chẽ với cả ông ta tấn thăng. Cái này cực kỳ dễ suy luận, bởi vì nếu không mang đặc tính phi phàm làm tài liệu chủ ma dược, bên trong ô nhiễm tinh thần của người mất khống chế còn sót lại hay không cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Nhiều lắm chế tạo ra vật phẩm thần kỳ hiệu quả xấu rất mạnh, cung cấp với cả vật phẩm phong ấn. Nhưng mà cái này cũng chẳng phải là không cách nào lợi dụng. Klein điều chỉnh tốt cảm xúc thao túng thế giới, khàn khàn đáp lại. Viết lên trên giấy, truyền lại cho tôi. Nói tới đây thì Klein vốn định cổ vũ mặt trời một câu, ca ngợi cậu ta là một người hết lòng tuân thủ lời hứa, nhưng mà lại suy xét đến hình tượng âm trầm nội liễm của thế giới. Không có mục đích gì khác thì sẽ không có nói lời thừa. Nhất thời có chút do dự. Không, cũng có mục đích thêm vào đấy. Để cho mặt trời bảo trì chuẩn tắc làm người của cậu ta, về sau rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng không ít. Đơn giản mà nói thì chính là càng dễ dàng hao thông dê, càng dễ dàng để cạo lông dê. Đương nhiên, vì thế phải thừa nhận thương tổn mà ngay thẳng thành thực của cậu ta mang đến. Thế giới, ở trong mắt đám người tiểu thư chính nghĩa, người treo ngược, là một người phi phàm lão luyện kinh nghiệm phong phú, không nên không chú ý đến vấn đề này. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cứ lên để cho thế giới phát ra tiếng cười trầm thấp. Cậu thật sự là một người tuân thủ lời hứa, phẩm cách của cậu làm cho người ta tán thưởng. Người treo ngược nhướng mày, chủ động nói với cả mặt trời đi đấy. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với cả tri thức phương diện này. Tôi có thể sử dụng cái gì để trao đổi nó đây? Anh ta tính là trả giá không cao thì sẽ thành giao sao? Trả giá vượt qua tâm lý mong muốn thì để lại. Dù sao trước mắt cũng không có đủ tiền. Didek vừa được khích lệ, đang đắm chìm ở trong vui sướng. Nghe vậy thì suy nghĩ 2 giây, cực kỳ thành khẩn nói. Ngài người treo ngược, không cần. Trước anh luôn cho tôi đề nghị, trợ giúp tôi đối mặt với cả khó khăn. Cái này xem như là lời cảm tạ của tôi đi. Nếu thế giới là người thật, lại đang muốn uống nước, giờ khác này khẳng định sẽ phun ra toàn bộ chất lỏng trong miệng. Hoàn hảo, hắn không có uống nước, hắn cũng không phải là người thật kẻ khờ. Cô lên thì dùng hết năng lực phi phạm thằng hề của mình mới miễn cưỡng khắc chế vẻ mặt biến hóa. Người treo ngược ngắn ngủi cũng không biết nên nói cái gì cả. Mặt trời trả lời hoàn toàn ra ngoài dự kiến của anh ta. Anh ở trên biển phiêu đáng nhiều năm như vậy, trải qua không ít chuyện. Quan điểm tư tưởng đã sớm từ không trắng thì đen rồi, biến thành lấy xám vì trục. Nhưng mà giờ khắc này lại không hiểu, có một chút hổ thẹn. Phẩm cách của cậu thật sự là làm cho người ta tán thưởng. Akit nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, khích lệ mặt trời một câu. Không cần học theo cách nói chuyện của tôi đâu, không thể đổi cô khác sao? Thế giới liếc mắt, nhìn người trong ngực một cái. Kẻ khờ thì đang âm thầm thở dài, già đơ, ở trên ghế dài kia. Đồ con lừa, không,
còn ngu xuẩn hơn lừa nữa chứ. Ánh trăng em lên không tiếng động chửi với mặt trời một câu. Bắt đầu từ sáng nay thì cậu ta đã tràn ngập chờ mong đối với cả hội ta đốt lần này. Bởi vì cậu ta đã thành công tấn thăng thành năm tước, muốn tìm cơ hội giấu giếm dấu vết khoe ra một phen. Bọn họ có lẽ nhìn không ra, ngoại trừ ngài kẻ khờ. Người trong ngược thì hẳn có thể đoán được. Mình phải làm cái gì đó thôi, để cho bọn họ biết mình đã là nam tước đại nhân cao quý. Em Linh vừa nghe vừa suy tư. Đối với lời nói của mặt trời, chính Ajay cũng không có ghen tị cùng tức giận. Bởi vì cô rất rõ ràng, mỗi lần phụ trách chỉ đạo đối phương chủ yếu là ngài người treo ngược. Đám người họ chỉ ngẫu nhiên đưa ra chút đề nghị, làm người tốt tự nhiên sẽ có hồi báo mà thôi. Hy vọng ngài người treo ngược từ nay về sau sẽ trở nên thiện lương hơn một chút. Cô vui vẻ nhìn về đối diện, tạm thời không có bốc đồng tiêu tiền để có được biện pháp phân ly ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm. Mặt trời đi đếch thì quay lại rất nhanh, được ngài kẻ khờ đồng ý, lập tức thể hiện ra hai tấm da dê nâu vàng. Clint thao túng thế giới, lấy qua một tấm, khẩn cầu nhìn qua một lần. Hai biện pháp, một là lợi dụng vật phẩm có thể đánh cắp năng lực phi phạm người khác, mà lấy ô nhiễm tinh thần mà người mất khống chế lưu lại ra, sau đó cướp ở trước khi đánh cắp mất đi hiệu lực, mang đặc tính phi phạm điều phối thành ma dược. Như vậy ô nhiễm tinh thần sẽ không thể quay về mà lại trực tiếp tiêu tán. Hai là bố trí nghi thức, khẩn cầu về phía một trong hai món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ của Thành Bạch Ngân chúng ta, lợi dụng nó phản hồi, chấn vỡ đặc tính vi phạm, để cho ô nhiễm tinh thần bốc hơi lên. Sau đó đặc tính vi phạm sẽ thong thả tụ tập lại. Tôi chỉ có thể lấy được lưu trình nghi thức tương ứng, không thể có được miêu tả chuẩn xác món vật phẩm đó. Chỉ có các trưởng lão nghị sự đoàn 6 người mới có tư cách hiểu biết, cùng chủ trì nghi thức cùng loại mà thôi. Lưu trình nghi thức là... Clint ý niệm trong đầu xoay chuyển, suýt nữa quên thao túng người giả thế giới. Loại biện pháp thứ nhất, quả thật mình trước đó không nghĩ tới. Vật phẩm phong ấn mạch máu tên trộm, cửa sau của GNC thành phố Tingen, có thể đánh cắp năng lực phi phạm của mục tiêu, xem ô nhiễm tinh thần là một loại trong đấy. Trên logic không vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề ở chỗ, ô nhiễm tinh thần trong mắt toàn màu đen, không phải của người phi phạm bình thường, đến từ tà thần, tạo vật chủ chân thật. Mặc kệ là người phi phạm nắm giữ năng lực đánh cắp hay là vật phẩm thần kỳ, tính chất tiếp cận, đều rất khó thừa nhận ô nhiễm tinh thần như vậy. Cái trước 100% mất khống chế ngay tại chỗ, cái sau thì sẽ trực tiếp bị ô nhiễm. Từ trên lý luận mà nói thì có thể hy sinh một vật phẩm thần kỳ cùng loại, dùng nó để thay thế mắt toàn màu đen bị ô nhiễm. Nhưng mà thời cơ phải nắm chắc cùng đủ thỏa đáng, không thể có một chút sai lầm. Nếu không thì cả hai đều sẽ bị ô nhiễm. Clint rất nhanh đã phân tích ra khả năng có thể thực hiện của loại biện pháp thứ nhất. Mà loại biện pháp thứ hai là tiếp cận với cả suy đoán của anh, cùng với cả suy đoán của Edwina trước đó, chỉ là có khác nhau ở trên chi tiết. Hai vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ của Thành Bạch Ngân, nhiều lắm là cấp 0. Cơ bản, không có khả năng là vị chân thần danh sách không nào đó lưu lại. Nếu không, bọn họ sẽ không chật vật như thế ở nơi thần khí. Cho nên, có thể cho rằng đánh vỡ đặc tính phi phạm không nhất định phải cần lực lượng của các thần. Cấp thiên sứ cũng đủ hay không? Dựa theo cách nói đùa của mặt trời, ở kỷ nguyên đệ nhị, thiên sứ tương đương với cả thần rồi, miễn cưỡng xem như là thần linh. Có chuyện có thể chứng thực điểm ấy. Hải thần Cavitiwa chỉ đạt được bộ phận đặc tính thiên tai Gohinum, bộ phận còn lại thì ở trong sách thiên tai. Thậm chí khả năng còn tồn tại bộ phận thứ ba, không biết che giấu ở nơi nào. Trợ giúp thiên sứ cấp thượng vị tinh linh chết mà không đứt. Tóm lại, từ đó có thể thấy được đặc tính phi phạm Gohinum phân cắt thành ít nhất hai bộ phận. Cái đó cùng đánh vỡ đặc tính phi phạm là giống nhau trên bản chất. Trước sau xác minh, bước đầu có thể nhận định, chỉ cần nghi thức thỏa đáng, cường giả cấp thiên sứ trả lại cũng có thể đánh vỡ đặc tính phi phạm. Như vậy vấn đề là
Mình chạy đi đâu tìm một vị thiên sứ đây? Ngài Arcot khi cường thịnh, có lẽ được. Nhưng mà hiện tại thì rõ ràng còn chưa khôi phục. Còn bị vây ở cấp thánh giả. Rắn vận mệnh Will Ornstein, trước mắt chỉ là một thai nhi, còn chưa sinh ra. Klein thì cũng không nghĩ nhiều. Quyết định hội Tarot chấm dứt mới suy xét vấn đề bắt tay vào từ mặt nào. Lúc này thì người trong ngực Akis cũng rất nhanh xem một lần, có nắm giữ nhất định đối với cả nội dung. Anh ta có suy đoán. Để cho thế giới tự mình tìm kiếm biện pháp phân ly ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm, hẳn là ngay kẻ khờ khảo nghiệm đối với cả quyền giả. Nhưng mà đây có thể thuyết minh lực lượng ngay kẻ khờ trước mắt chỉ khôi phục đến cấp thánh giả, còn chưa tới cấp thiên sứ hay không. Nếu không thì không cần thiết phải phiền toái như vậy, có thể trực tiếp chửi đi. Lúc này mới bao lâu? Mới chừng 7 tháng, ngài kẻ khờ đã khôi phục đến loại trình độ này rồi. Đúng, đã có thể thay thế hải thần Cavitigua đáp lại. Lại qua 1 năm 2 năm, hắn hẳn có thể bước đầu thoát khỏi phong ấn, đứng ở đỉnh cấp thiên sứ. Cách mục tiêu trung cực chỉ kém một bước mà thôi. Không đi quản phản ứng của người trong ngực, ẩn dạ Capella liếc mắt nhìn thế giới một cái, suy nghĩ vài giây, nhẹ giọng cười nói: không biết tôi có thể đề xuất một phương pháp mà tôi biết hay không? Tôi có thể đề xuất miễn phí. Kẻ vô ám con đường mặt trời có thể trực tiếp tịnh hóa ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm. Cô gái ẩn giả chủ động hơn so với lần trước. Đây là đã điều chỉnh tốt tâm tính, có mục đích gì? Hay là phát hiện ra những người khác đều là gà bạch vậy, cảm thấy không cần thiết phải cẩn thận như vậy? Klein đầu tiên là kinh ngạc bởi thái độ của thượng tướng ngôi sao Capella. Tiếp theo thì vui mừng, bởi vì mình đã thu được loại biện pháp thứ ba. Nó đến từ con đường mặt trời mà Thanh Bạch Ngân khuyết thiếu. Nhưng mà mình cũng không tìm thấy kẻ vô ám để hỗ trợ. Mình thật ra thì có phối phương ma dược kẻ vô ám không trọn vẹn. Anh thao túng thế giới cân nhắc, chuyển hướng Capella, trầm thấp cười nói: cảm tạ khẳng khái của cô gái ẩn giả. Tiếp theo thì anh nhanh chóng đổi sang hình thức đẩy mạnh tiêu thụ, nói với cả mặt trời: cậu có biết một bộ sách tên là Grossel Du Ký không? Mặt trời Direct thì thật sự ngẫm nghĩ, thầm khẩn lắc đầu nói: không có. Không có sao? Có lên thiếu chút nữa thì không thể mở ra lời tiếp sau. Hoàn hảo, anh ổn định đúng lúc, để cho thế giới như tự nói. Đó là một quyển sách xuất từ thần kỳ kỳ cự long nhất tộc, nhiều đời chủ nhân của nó đều mất tích. Xuất từ cự long nhất tộc sao? Trình Nghĩa IJ sâu sắc chú ý trọng điểm, cảm thấy hứng thú hoặc ngược lại. Đúng, có người phi phàm đang định giao bán nó giá là 8.000 bạc. Thế giới khàn khàn nói: anh không có thêm giá mà Edward báo ra, bởi vì anh còn chưa có trả giá. Đây là không gian thu lợi. Hơn nữa, cho dù Edwina kiên trì 8.000 bạc không thay đổi, có thể lấy được Grussel du ký, nghiên cứu một chút, cũng đáng giá để anh bỏ thời gian ra. Ai chay miệng hơi mím mày, đôi mắt hơi chuyển, cẩn thận hỏi: nó có chỗ nào thần kỳ? Còn chờ nghiên cứu. Thế giới lựa chọn thành thực: tôi suy xét một chút. Ajay không vội vàng đáp lại, bởi vì 8.000 bạc đối với cô mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa, vừa mới chi trả nói dối. Bá Tước Hầu thì phụ thân của cô rất khó lại chấp nhận một quyển sách không biết có tác dụng gì. Mà dựa vào bản thân, cô cần gom 3-4 tháng. Điều kiện tiên quyết là cô đã giúp Susie mua được đặc tính phi phạm bác sĩ tâm lý. Vì thế thì cô chuyển hướng hỏi thế giới về nguyên tắc đặc tính vi phạm bác sĩ tâm lý. Một tuần này chủ yếu là săn bắn trung tướng bệnh tật, còn chưa thể thành công, không có tìm được đối tượng chăn thả thay thế. Klein nhất thời có chút xấu hổ, cảm thấy hình tượng âm trầm lão luyện của thế giới gặp tổn hại. May mắn là thế giới cũng không có năng lực đỏ mặt lên, chỉ cần không bị thao túng thôi, trạng thái của anh sẽ không thay đổi. Âm trầm cười nhẹ một tiếng: còn cần chờ vài ngày. Chính Nghĩa Ajay rụt rè gật đầu, không có thúc giục, bởi vì Sushi gần đây cũng không có biểu đạt quá khát cầu muốn tăng lên danh sách. Dù sao thì nó chỉ là một con chó. Lúc này thì người trong ngược ánh trăng cùng với cả mặt trời
Bởi vì vừa tấn thăng không mấy ngày, còn đang ở trong giai đoạn thu liễm linh tính, luyện tập năng lực phi phàm mới. Trong khoảng thời gian ngắn, không có xúc động muốn mua phối phương ma dược đến tiếp sau. Di sản huyết tộc tương ứng, rất bình tĩnh chờ đợi khâu giao dịch trôi qua. Hơn nữa tài chính của bọn họ thì cũng không dư giả. Tuy người treo ngược Arcus mang di sản nam tước huyết tộc lấy giảm giá còn có 4.300 bảng, thêm 300 bảng tiền công bán cho ánh trăng, thầm kiếm được 1.400 bảng. Nhưng mà mua vào roi tinh thần làm cho anh ta tiêu phí không ít. Trước mắt tiền mặt còn sót lại có 1.445 bảng. Em Linh thì sau khi mua di sản nam tước huyết tộc, con rối mới y phục cho chúng nó còn có 2.300 bảng. Nhìn như dày thì nhưng đến tiếp sau là liên quan đến tử tước huyết tộc, thấp nhất cũng 8.000 bảng. Mặt trời đi đếch thì đã đốt hết công huân tích lũy ở trước đó, đang chờ đợi bị sắp xếp làm nhiệm vụ tuần tra thăm dò. Master Sifu cùng với cả chính như AJ cũng không cần mua phối phương ma dược danh sách sau, bởi vì họ đều tự có con đường để có được, cũng không cần giấu giếm, không cần thiết phải lãng phí một số tiền ở trên hội Tarot. AJ thì chỉ không so đo ở trên tiền tài, chứ không phải là ngu xuẩn. Ẩn giả Capella, một là con đường quan sát, không vội bại lộ nhu cầu của bản thân, hai là tạm thời không tiếp thu thành viên hội Tarot ngoài kẻ khờ có thể lấy được thứ muốn có. Dù sao thì đối với cả một vị tướng quân hải tặc tấn thăng danh sách năm, điều đã nhiều năm mà nói, khát cầu nhất sẽ chỉ là cấp bậc bán thần. Cho nên đôi mắt hơi có màu tím của cô cứ như vậy mà bình tĩnh nhìn sang đám người mặt trời đối diện, không có thử mở miệng. Klein ngẫm nghĩ, thao túng thế giới bồi thêm một câu: ai có hoặc là ai có thể lấy được vật phẩm thần kỳ, lực công kích rất mạnh. Mục tiêu anh hỏi là ẩn giả, bởi vì nơi này chỉ có trung tướng ngôi sao tung hoành biển lớn nhiều năm là có khả năng thỏa mãn nhu cầu của anh. Ngay cả người treo ngược cùng vị thợ thủ công kia mà anh quen biết đều không có làm được, trừ khi anh có thể tự cung cấp đặc tính phi phạm danh sách 6 đối ứng, thậm chí là danh sách 5. Ẩn giả Capella lặng lẽ 2 giây, thong thả lắc đầu nói: nếu mà trên tụ hội phi phàm tôi tham dự có xuất hiện cùng vật phẩm loại, tôi sẽ giúp anh lưu ý. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cô giết qua không ít người phi phàm, quả thật có được số lượng đặc tính phi phàm cùng vật phẩm thần kỳ nhất định. Nhưng mà hoặc là tưởng thưởng cho hải tặc thủ hạ, hoặc là đổi thành hai vật phẩm tăng lên cường lực thật lớn, thực lực cũng năng lực sinh tồn của cô, thì cũng không còn thừa. Mà hai vật nọ ở trước khi cô tấn thăng bán thần, không có khả năng giao dịch ra ngoài. Xem ra thượng tướng ngôi sao cũng không dư giả, thế lực lớn cũng có ý nghĩa chi tiêu lớn. Cô lên thầm than một tiếng, để cho thế giới nghèn nghẹt nói tiếng cảm ơn. Khâu giao dịch rất nhanh chấm dứt. Anh thao túng thế giới nhìn về phía Master Sư Phil nói: tôi muốn ủy thác cô làm một việc. Tốt. Phil có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là chuyện mua máy điện báo vô tuyến linh tinh sao? Góc miệng cô khẽ nhúc nhích nghi hoặc. Thế giới gật đầu nói: đi một vòng thành phố William, giao giới khu Tây cùng khu Queen, cách 2-3 ngày đi một lần, chú ý có khác thường hay không, nếu có lập tức báo tôi biết. Anh không nhắc lại chuyện thông qua ngày kẻ khờ trung chuyển, bởi vì mọi người đều đã biết rõ cùng thuần thục. Mà lòng thành phố William thì đúng là di tích gia tộc Tudor có ác linh bồi hồi. Dị thường? Loại dị thường gì? Ma thuật sư Phi vừa nghi hoặc lại cẩn thận hỏi ngược lại: phố William Backland khả năng tồn tại dị thường sao? Chính nghĩa AJ vốn đối với cả đề tài này không chút hứng thú, lúc này lại thiếu chút nữa vảnh lỗ tai lên, rất quan tâm. Cô đối với năng lực tình báo của ngày thế giới là tương đương tiến nhiệm. Sự kiện sương mù Backland chính là một trong những minh chứng này. Khu Tây, khu Queen, nghe tên như là thủ đô của Backland vậy ở Ruen. Tiểu thư Master Sư thì trước mắt ở Backland. Quả nhiên, cô ta nhìn qua giống như bình thường, lại không đơn giản. Đối với cả một tổ chức bí ẩn mà nói, thành viên các đô thị lớn thường thường sẽ lợi hại hơn so với những nơi khác. Đương nhiên, cô ta cũng có thể là giống như mình, bởi vì xin giúp đỡ mà bị kéo vào.
thuộc về vận mệnh trùng hợp. Ẩn giả Capella liếc mắt nhìn ma thuật sư Phil một cái, rất nhanh phân tích tin tức mà đoạn đối thoại kia để lộ ra. Người trong ngực Akit thì đột nhiên hưng phấn, bởi vì anh ta biết thế giới là đại biểu quyền giả ngay kẻ khờ. Dị thường mà đối phương chặt chẽ chú ý, đại khái sẽ liên quan đến cao tầng tranh đấu. Con phố tên là Willias, đến cùng cất dấu cái gì? Akit khó có thể ngăn chặn suy đoán chân tướng tầng thứ sâu hơn. Mình làm sao biết được có dị thường gì? Clint lẩm bẩm một câu, để cho thế giới âm trầm đáp lại. Chuyện mà cô cho rằng đủ khác thường. Tôi cũng cần phải nhắc nhở cô một câu. Nếu thật sự phát hiện dị thường, không cần ý đồ tự mình đi điều tra, hoặc là ủy thác người khác điều tra. Cái này sẽ rất nguy hiểm. Cô cho rằng thù lao bao nhiêu thì có vẻ thỏa đáng. Rất nguy hiểm. Ma thuật sư Phil thì bản năng đã muốn cự tuyệt. Nhưng mà suy xét đến sương mù Bách Lan lần trước, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, làm cho cô cũng thiếu chút nữa bị tan biến đi. Dị thường lần này vị tất sẽ không tạo thành thương tổn đối với cô. Cô lại trở nên trầm ngâm. Sau vài giây thì cô thay đổi tư thế ngồi. 100 bảng. Ít hơn so với cả tôi tưởng tượng đấy. Thế giới cười nhẹ một tiếng. Master sư Phil thì giang hai tay nói, bởi vì cái này cũng là cho bản thân tôi. Coi như là đi phụ cận quan sát đường đi vậy, sưu tập tư liệu sống tiểu thuyết vậy. Cũng đúng, mình không thể cứ ở nhà mãi, nên đi ra ngoài, mang chuyện sắm vai ảo thuật đại sư đưa lên lập trình thôi. Chỉ dựa vào ảo thuật trêu hút là không cách nào tiêu hóa được cả. Nên sắm vai như thế nào đây? Đi đoàn xiếc thú biểu diễn ảo thuật sao? Hoặc là biểu diễn độc lập ngay ở các quảng trường? Cái này không cần lo lắng người quen thấy thế nào. Thân là một tác giả thì thể nghiệm cuộc sống là chuyện cơ bản nhất. Phiêu ý tưởng dần dần phát tán. Sau khi xác định sau chuyện này, cứ lên để cho thế giới quay đầu, nhìn về phía người trong ngực, âm trầm cười nói. Tôi thu được tin tức, giáo hội gió bão ra tay, chuyện cảng Banshee bước đầu giải quyết. Akit một tuần gần đây thì đang lang thang trên biển, không có liên hệ cùng giáo hội, lúc này trầm giọng hỏi ngược lại. Cuối cùng kết quả là gì? Trong một đoạn thời gian thì sẽ không có cảng Banshee tồn tại. Thế giới mỉm cười trả lời. Cho đến lúc này thì đám người chính nghĩa AJ mới phản ứng lại bọn họ đang thảo luận cái gì. Đó là nơi tên hiện tại Banshee, tên cổ Binshee. Đó là nơi hậu duệ vua thiên sứ Medici ở. Ngài thế giới ý tứ là giáo hội gió báo đã bãi bình bãi cảng Banshee sao? Thật là phong cách của bọn họ mà. Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng người vô tội nơi đã bị ô nhiễm nữa. Không biết vua thiên sứ Medici có xuất hiện hay không, có đào tẩu hay không, vị giáo hoàng giáo hội gió bão kia có đích thân tới hiện trường hay không, có vận dụng vật phong ấn cấp không hay không. Chính nghĩa AJ thì nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt sáng như sao mở miệng. Ngài thế giới, ngài hiểu biết quá trình cụ thể không? Không, không ai có thể biết cả, trừ bỏ cao tầng của giáo hội gió bão. Thế giới liếc nhìn người treo ngược, biên độ rất nhỏ. Người treo ngược thì lặng lẽ xuống, lại cảm nhận được dã tâm đang thực hiện thiêu đốt trong ngực của mình. Mình muốn trở thành cao tầng của giáo hội. Anh ta cường điệu một lần nữa đối với cả bản thân. Ẩn giả Capella, lần thứ hai tham gia hội Tarot, cơ bản không có nghe biết những người khác đang trao đổi chuyện gì. Là một tướng quân hải tặc thì cô đối với cả cảng Banshee cũng không xa lạ. Nhưng mà hoàn toàn không rõ ràng cho lắm nơi đó có chuyện gì. Cũng không biết giáo hội gió bão vì sao phải hủy diệt nơi đấy, dùng một đoạn thời gian rất dài để trùng kiến. Hẳn là chuyện thực nghiêm trọng ở tầng cấp rất cao. Thành viên của hội Tarot này tựa như đều có hiểu biết. Bọn họ tuy danh sách không tính quá cao, nhưng mà đều hiểu biết không ít, liên lụy rất nhiều sự kiện. Ngoài trừ mặt trời thì đây là nguyên nhân ngài kẻ khờ ngầm đồng ý bọn họ thành lập tụ hội này sao? Thông qua hội Tarot, gián tiếp ảnh hưởng đến những chuyện khác nhau, những tổ chức khác nhau. Ẩn giả Capella lại lần nữa điều chỉnh nhận thức đối với cả thành viên khác, càng thêm đề cao bọn họ. Cô vẫn bảo trì lặng lẽ, không có lên tiếng hỏi. Điều này làm cho chính nghĩa AJ mang theo một chút tâm tình, khoe khoang, cùng đợi giải đáp nghi vấn của cô ta lại càng cảm thấy thất vọng. Cho dù là cô gái ẩn giả, ở trong hiện thực thì hẳn cũng không tiếp xúc đến chuyện liên quan của vua thiên sứ.
Không, cô ta khả năng cũng không biết có vua thiên sứ tồn tại. Ajay thản nhiên nghĩ. Trao đổi xong kết cục của cảng Banshee, ánh trăng em lên quay. Chờ đợi một hồi, lúc này hắng hắng yên hầu nói. Cảm tạ ngài người trong ngực đã trợ giúp tôi. Tôi đã là một nam tước. Tôi có một nghi vấn. Thân là huyết tộc thì sau khi tấn thăng nam tước, cần giống nhân loại các người, dùng cách sắm vai để xúc tiến cái gọi là tiêu hóa, nắm giữ đặc tính phi phàm càng tốt hơn hay sao? Cậu ta lưng thẳng tắp, cố hơi ngẩng đầu lên, cằm cũng hơi ngẩng lên. Thần có lỗi, ngài kẻ khờ, không thể trả lời vấn đề này của cậu. Nhưng từ trên lý luận mà nói thì là cần. Dù sao dùng là di sản của người khác. Klein dựa ra lưng sau, ngồi ở sương mù xám, nhàn nhã, nhìn các thành viên của hội ta đốt. Ẩn giả Capella nhìn quanh một vòng rồi nói. Nam tước huyết tộc, đối ứng là giáo sư ma dược danh sách 6. Đúng vậy. Em Linh khó nén nụ cười hồi đáp. Cậu ta cũng không ngốc. Từ trong nhiều lần giao dịch cùng trao đổi, phán đoán ra danh sách thành viên khác nhau, ngoài thế giới ra. Tin tưởng mình hiện tại đã là cường giả số 1 số 2 trong hội ta rốt rồi. Đương nhiên, ngoại trừ ngài kẻ khờ thì ngoại trừ có cái ẩn giả vừa gia nhập ra. Ngài ánh trăng có danh sách 6 sao? Vì sao cảm giác còn không có trưởng thành như mặt trời vậy? Chính như Ajay mím môi. Lúc này thì ẩn giả Kabbalah nói. Cần sắm vai, bởi vì con đường kia chỉ có danh sách 7, gọi là quỷ hút máu. Mà các cậu chính là trời sinh, không cần sắm vai. Cái khác rất cần. Cô gái ẩn giả, đây là danh sách 7 con đường nào? Chính nghĩa Ajay chớp chớp mắt, cướp ở trước em Linh Quai, mở miệng, tò mò hỏi. Không đợi ẩn giả trả lời, chính nghĩa Ajay lại bổ sung. Nếu cô cho rằng tình báo này quan trọng, không thể trao đổi, không ràng buộc, tôi có thể trả thù lao nhất định. Không, không cần. Chỉ cần là người hiểu biết giáo hội đại địa mẫu thần, Firebot, đều có thể hiểu biết đối ứng với cả tình huống phương diện này. Ẩn giả Capella cùng không nghi ngờ thành lý trao đổi đồng giá của tiểu thư chính nghĩa, tin tưởng đối phương có đủ tài lực hoặc tài nguyên thỏa mãn cái giá mà mình đưa ra, nhưng mà cô vẫn quyết định miễn phí lộ ra bộ phận tin tức. Cái này một là tăng lên hảo cảm của tiểu thư chính nghĩa đối với mình, đặt nền móng cho giao dịch sau này. Hai là thông qua tung ra tình báo, quan sát phản ứng các thành viên hội Tarot, phỏng đoán địa vị của bọn họ ở trong tổ chức cùng thế lực. Mình cũng coi như là quen thuộc với cả giám mục Ostroki, quyền giả, đại địa mẫu thần, nhưng mà hoàn toàn không biết tình huống tương ứng. Đương nhiên, mình quả thật có chút sợ ông ta. Thân cao lớn cùng hình thể, rất có lực áp bách. Mỗi lần đều tận lực, chỉ tìm em liên quan trao đổi. Kẻ khờ cờ lên thì ở trên cùng bàn dài đồng xanh, tự diễu hai câu ở trong lòng. Ẩn giả Capella không có tạm dừng, như là tự nói. Quỷ hút máu thuộc về con đường ánh trăng. Danh sách 9 đối ứng là dược sư. Danh sách 8 là thần thú sư. Danh sách 6 là giáo sư ma dược. Danh sách 5 là học giả độ thấm. Danh sách 4 là vu vương. Lại lên trên nữa thì tôi không rõ ràng cho lắm đâu. Em liên quay ho khan một tiếng. Cô gái ẩn giả, tôi phải cường điệu một chút, là huyết tộc thì không phải quỷ hút máu. Nếu cô mang nhân loại dựa vào uống ma dược mà thu được đặc tính tộc tôi xưng là quỷ hút máu, tôi cũng không phản đối, thậm chí là thực đồng ý đấy. Thì ra quỷ hút máu là con đường dược sư, vu vương cũng vậy. Khó trách bọn họ sẽ sùng bái ánh trăng nguyên thủy, không tin ngưỡng nữ thần. Tiểu thư Saron thì được vật phong ấn vương miện mặt trăng đỏ thấm nọ. Chẳng lẽ là vị học giả đỏ thấm hoặc là tử tước huyết tộc nào đó sau khi chết diễn hóa mà thành sao? Nó trừ bỏ các chế tạo hiệu quả trăng tròn, miễn dịch ảnh hưởng tương ứng, còn có thể cung cấp tốc độ đáng sợ, năng lực khôi phục khó có thể tưởng tượng, cùng pháp thuật loại bóng tối tương đối mạnh mẽ sao? Hiệu quả xấu thì có thể dựa vào hút máu tươi người sống để hóa giải. Quả thật rất giống huyết tộc diễn sinh. Trong các chức nghiệp con đường này, có giống con đường nhà bói toán, trước sau khuyết thiếu liên hệ, có thì lại tồn tại tiến dần lên nhất định. Rất kỳ quái. Cô lên mang hiểu biết trước đó sâu chuỗi lại cùng nhau, có chút giật mình, lại có chút nghi hoặc. Đám người trong ngược Akis
cùng với cả Master Sirfield, hoặc có chút suy nghĩ, hoặc nghe rất hứng thú, hoặc làm bộ không có hứng thú, đều có phản ứng không giống nhau. Nhưng mà ẩn giả Capella lại có thể từ đó phán đoán ra. Bọn họ trước đó không có hiểu biết gì đối với cả tình báo liên quan đến quỷ hút máu. Địa vị của bọn họ ở trong tổ chức cùng thế lực còn ở hạ tầng. Đặc điểm phù hợp bị kéo vào hội ta đốt không bao lâu. Có con đường tấn thăng rất nhanh. Thế giới thì chưa phản ứng gì cả. Hoặc là rất thâm trầm. Hoặc là sớm đã biết chuyện quỷ hút máu. Hoặc cả hai đều có. Trải qua lần quan sát này thì phải thừa nhận, thế giới mới là đáng chú ý nhất, đáng phải đề phòng nhất trong thành viên của hội ta đốt này. Trình Nghĩa ở chạy hứng thú nồng hậu nghe xong, tập trung ngẫm nghĩ, rồi hơi đưa tay tựa như ở trong lớp học vậy. Cô gái ẩn giả, vì sao các danh sách trong con đường ánh trăng không cần phải liên hệ? Ẩn giả Camela nhìn tiểu thư Trình Nghĩa, phát hiện quần áo, trang sức của cô ta hoàn toàn khác với lần trước. Không có chút lặp lại, nhưng mà đều thể hiện ra khí chất xa hoa quý trọng. Trong khoảng hốt, cô giống như thấy tranh chân dung của vị nữ vương kia khi còn trẻ. Trên mỗi một tấm quần áo đều không giống nhau, giống như quần áo ở trường hợp chính thức tuyệt sẽ không mặc lần thứ hai. Capella lặng lẽ rồi nói, danh sách khác nhau trong mỗi con đường không nhất định phải có liên quan, hoặc là nói phải có liên hệ mặt ngoài. Chúng nó có cùng đặc thù được, đều trong lĩnh vực của thần linh, con đường đối ứng. Ví dụ như ánh trăng đại biểu cho linh tính, thực vật, xinh đẹp, bộ phận sinh mệnh, bộ phận bóng tối cùng bộ phận quỷ dị. Cho nên con đường này có được sự lĩnh vực thực vật, có quỷ hút máu lĩnh vực sinh mệnh, có thuần thú sư, sinh mệnh cùng linh thú. Huyết tộc ánh trăng Emlyn White cường điệu một câu, khẽ nâng cằm nói, đây là nguyên nhân huyết tộc chúng tôi đều thực anh tuấn, thật tuấn mỹ đấy. Không, không phải như vậy. Tôi thấy quỷ hút máu đều thực ghê tởm, đều thực dữ tợn. Mặt trời đi đếch thì ở trong lòng nhỏ giọng phản bác một câu. Còn có thể giải thích như vậy, không quá giống với cách nói của đội trưởng Delay. Con đường khác nhau, đại biểu lĩnh vực bao hàm danh sách không khác nhau. Hoặc là hai loại cách nói hỗn hợp cùng một chỗ mới là đáp án chuẩn xác nhất. Không biết danh sách sông con đường nhà bói toán sẽ đại biểu lĩnh vực gì. Từ đồ án tượng trưng sau lưng ghế dựa của mình để xem. Quỷ dị cùng biến hóa. Clint mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Trình Nghĩa AJ thì thoải mái lý giải cô gái ẩn giả, giải thích không tự chủ được đọc suy đoán tên danh sách không con đường của mình. Khẳng định không phải cự long. Cự long có rất nhiều chủng loại, lại rất nhiều năng lực cũng không có bao hàm ở trong những con đường này. Nó càng tiếp cận lĩnh vực mà tâm linh cự long đại biểu. Thật hy vọng ngài kẻ khờ mau chóng sưu tập được thẻ báng bổ đối ứng con đường này nha. Bản Rosel du ký nọ xuất từ cự long nhất tộc, không biết có liên quan đến tâm linh cự long hay không. Lúc này thì ánh trăng em lên như xác nhận hỏi. Nói cách khác, tôi muốn thuận lợi trở thành tử tước huyết tộc, cần phải sắm vai giáo sư ma dược, chẳng sợ bản thân là sủng nhi của ánh trăng hay sao? Bạn quay à, tôi biết cậu muốn cường điệu là nửa câu sau. Kẻ khờ cờ lên thì thiếu chút nữa đưa tay phải sờ sờ cằm. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân vì sao anh ủy thác ma thuật sư tiểu thư đi phố William xem xét dị thường. Anh luôn cảm thấy em Linh quay, quỷ hút máu này không thích ra ngoài, không thích giao tiếp. Này trước mắt thì không thể dựa vào được. Một nguyên nhân khác, anh rõ ràng đối phương khẳng định bị cao tầng huyết tộc bí mật theo dõi, để cho cậu ta đi phố William thực dễ dàng bại lộ chuyện di tích trong lòng đất. Đúng vậy, ẩn giả Capella gật đầu. Trao đổi tiếp tục tiến hành, dần dần đi vào kết cục. Chính như AJ thì tựa như nhớ tới chuyện gì, nghiêng người nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh nói, ngài kẻ khờ, cuộc thi nhân viên chính phủ thống nhất đợt thứ hai hôm nay chính thức chấm dứt, chỉ có phỏng vấn cuối cùng thôi. Giọng nói của cô nàng nhẹ nhàng, mang theo cảm xúc vui sướng rõ ràng, giống như học sinh ưu tú đang báo cáo thành tích của mình với cả tộc trưởng vậy. Ở cô xem, phương án thi nhân viên chính phủ thống nhất là đề nghị mà ngài kẻ khờ thuận miệng đưa ra,
mình thông qua dẫn đường không bắt mắt, kiệt lực thôi động chuyện này. Là cô lần đầu tiên lấy năng lực vi phạm thử thay đổi hiện thực, cho nên vẫn cực kỳ chú ý. Cùng thường thường đưa ra báo cáo tình huống với người đưa đề nghị. Vòng 2 cuộc thi đã xong sao? Không biết Benson có thể thông qua hay không? Có cơ hội tiến vào phỏng vấn cuối cùng hay không? Cullen dựa vào ghế dựa, đột nhiên sinh cảm khái. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi lời mang ý cười nói: không tệ. Được ngay kẻ khờ tán thưởng, chính như AJ thì càng thêm vui vẻ, cảm thấy mình gián tiếp cải biến vận mệnh của rất nhiều người, để cho đám người nguyên bản chỉ có thể ở trung hạ tầng trong xã hội có cơ hội tiến vào trong trung thượng tầng. Ẩn giả Cabella nghe đoạn trao đổi này thì nhịn không được có chút nhíu mày, cảm giác cái này không quá giống với cả phong cách của hội Tarot trước đó biểu hiện ra. Chẳng lẽ vương quốc Ruen biến cách nửa năm gần đây là hội Tarot âm thầm thôi động sao? Vị tiểu thư chính nghĩa, cô gái quý tộc này phát huy tác dụng quan trọng. Nếu có thật là như vậy, mình lại điều chỉnh nhận thức. Thành viên nơi này tuy đang danh sách không cao, địa vị ở trong tổ chức cũng không cao, nhưng có thể ảnh hưởng thế cục thế giới từ trình độ nào đấy. Capella thu hồi tầm mắt, suy xét có cần thông qua con đường khác nhau xâm nhập hiểu biết câu chuyện phía sau màn Ruen biến cách hay không. Lại trao đổi vài phút thì kẻ khờ tuyên bố tụ hội chấm dứt. Ở trong đám người, tiểu thư chính nghĩa đứng dậy chào. Anh cắt đứt liên hệ, dựa vào ghế dựa yên tĩnh nhìn sương mù xám vô biên vô hạn dưới kia, nhìn thật lâu. Bách Lan, trong một quán cà phê phụ cận đại lộ quốc vương, Melissa cầm thìa sứ, khẽ quấy hồng trà chanh, thường thường nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái ngoài cửa sổ, đang răng sương trắng nhạt. Cái mũ có mạn tre màu đen đang đặt ở trên bàn ngồi cạnh cô. Trước mặt bày một đĩa bánh mì nướng rẻ tiền, nhưng mà chưa cắn miếng nào. Cô nguyên bản lo lắng cứ ngồi ở chỗ này sẽ làm cho ông chủ quán cà phê không vui, chậm trễ đối với cả phương diện kiếm tiền. Nhưng mà sau đó phát hiện ra không ít người đều đợi ở nơi này, cũng chờ cuộc thi ở đối diện chấm dứt giống như cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi nước trên cửa sổ thủy tinh càng ngày càng đậm. Melissa thì nhịn không được, vươn tay phải, dùng đầu ngón tay lau ra một mảng xem như rõ ràng. Rốt cuộc cô thấy một đám người đi ra khỏi thị trường, ùa lại đây. Thấy cửa gỗ có khảm thủy tinh của quán cà phê được đẩy ra, 7-8 nam nữ đồng thời tiến vào. Benson vừa bỏ đi cái mũ dạ có chút cũ kỹ, còn chưa kịp lấy tay vuốt lại mép tóc đang vảnh cao lên, đã phát hiện ra em gái đứng lên, có chút khẩn trương hỏi: hôm nay anh thi có tốt không? Đối với người khác mà nói thì khả năng có vẻ khó, nhưng mà anh thì không vấn đề gì cả. Số học là sở trường của anh. Benson liếc mắt đánh giá trái phải một chút, thấy mọi người đều đang thảo luận, không có ai chú ý tới mình, vì thế cười nói: thời điểm cuộc thi chấm dứt, anh thấy không ít người bài thi còn mảng lớn chỗ trống. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng nhân viên chính phủ tầng dưới có thể có thư ký tính toán riêng sao? Nói vậy thuê bọn họ cùng thuê đám khỉ đầu chó thì khác gì nhau đây? Melissa thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn bên cạnh rồi xoay người đi về. Benson, nếu anh thực có tin tưởng nên suy xét chuyện phỏng vấn đi. Anh phải mua một bộ quần áo mới để đủ thể diện. Cái này để ngày mai xem xét nha. Hôm nay chúng ta chỉ cần chúc mừng. Anh đã nghĩ đến đi đâu ăn rồi? Benson cười chỉ ra phía ngoài. Melissa mím môi, rất nghiêm túc nhìn anh trai nói: em đã mua thịt cùng rau dưa rồi. Benson nhìn vài giây với cả em gái, khuất phục rồi giơ ánh mắt đi. Được rồi, vậy về nhà thôi. Phía trên màn sương mù xám thì Colin dần dần tìm về suy nghĩ, bình phục cảm xúc, bắt đầu suy xét vấn đề chia lìa ô nhiễm tinh thần của tạo vật chủ chân thật trong mắt toàn màu đen như thế nào. Trong cung điện to lớn được từng cây cột đá chống đỡ, Colin ngồi ở trên ghế dựa, ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loang lổ. Đầu tiên là bài trừ biện pháp tìm kiếm danh sách 4 kẻ vô ám con đường mặt trời. Cái này một là bởi vì anh hầu như không có tiếp xúc với cả giáo hội mặt trời vĩnh hằng, rất khó tìm được ai hỗ trợ. Hai là anh hoài nghi kẻ vô ám vị tất có thể tịnh hóa đi ô nhiễm tinh thần trong mắt toàn màu đen. Dù sao thì ẩn giả Capella đề nghị
nhắm vào là ảnh hưởng của người mất khống chế bình thường lưu lại. Mà cái này là đến từ tạo vật chủ chân thật đấy nha. Tìm kiếm lực lượng thiên sứ hoặc chân thần hỗ trợ cũng không quá thực tế. Từ trên lý luận mà nói thì mình có thể trong không gian thần bí, ở phía trên màn sương mù xám bói toán mặt trời vĩnh hằng, mượn dùng phản kích tự phát phá vỡ bất tầm màu đen, bốc hơi ô nhiễm tinh thần. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, từng có kinh nghiệm, nói không chừng có thể thuận thế xâm nhập nơi này, chiếm cứ sương mù xám, mình sẽ mất nhiều hơn được. Hơn nữa, cái loại có hiệu lực trong nháy mắt của lực lượng vượt qua mình trước mắt không biết bao nhiêu tầng này, không thể duy trì, chỉ có thể đối với cả bản thân. Mình căn bản thì không có thời gian, cũng chẳng có năng lực mang nó hướng vào mắt toàn màu đen, khuyết thiếu đường sống thao tác. Còn nữa, không phải nói bói toán là có thể bói toán được đâu, phải có môi giới. Trước đó dùng là thánh huy mặt trời biến dị, có thần huyết mặt trời vĩnh hằng, là lỗ tai mà tạo vật chủ chân thật đã ô nhiễm qua. Trước mắt có môi giới là ngài ghét, cùng với cả hiền giả ẩn nấp, có thể thông qua lời vô nghĩa của ma thuật sư, tiểu thư lúc trăng tròn, thượng tướng ngôi sao, bị tri thức truy đuổi đề thưởng. Nhưng mà phản kích tồn tại cũng không chỉ về phía mắt toàn màu đen, mà vấn đề là mình không thể trung chuyển được. Ngài ác cốt thì còn chưa khôi phục, rắn vận mệnh Will Einstein chưa sinh ra. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm thấy thiên sứ giúp mình. Vẫn là quen biết đại nhân vật cao tầng quá ít. Đúng rồi, còn có dính dáng cùng với cả thiên sứ giai, là ác linh di tích trong lòng đất ở Bách Lan, nghi ngờ là vua thiên sứ Medici kia. Nhưng mà tên này tâm cơ thâm trầm, cất giấu không biết bao nhiêu âm mưu cùng ác ý. Không phải thật sự không có biện pháp khác, căn bản không thể suy xét đến nó. Đúng là mạo hiểm như vậy, căn bản không đáng. Như vậy mình không bằng bỏ qua mắt toàn màu đen, một lần nữa sưu tập tài liệu bí ngẫu đại sư, cũng chính là bụi oán linh xa xưa cùng kết tinh hạch tâm thạch tượng quỷ sáu cánh. Cái trước nói không chừng còn có ở minh giới. Như vậy xem ra thì một lần nữa sưu tập là một ý nghĩ, tìm vật phẩm thần kỳ cùng loại mạch máu tên trộm là một ý nghĩ khác. Dưới tình huống có sương mù xám che chắn, mình có thể mang năng lực đánh cắp kia ra dùng. Tuyệt đối có thể phân ly ô nhiễm tinh thần của tạo vật chủ chân thật trong mắt toàn màu đen, mà không sợ nó quay trở lại. Thao tác đơn giản nhất chính là một khi hoàn thành đánh cắp rồi, sẽ mang vật phẩm thần kỳ bị ô nhiễm quăng ra xa, sau đó mang mắt toàn màu đen tinh thuần về hiện thực để cho hai bên cách ly vật lý. Nên đi nơi nào tìm vật phẩm thần kỳ cùng loại đây? Người treo ngược sau khi nhìn biện pháp không có nói gì, cho thấy anh ta cũng không biết. Nhưng mà lần sau vẫn có thể hỏi một câu: hội ta đốt thượng cô gái ẩn giả, tiểu thư chính nghĩa, tiểu thư ma thuật sư, mặt trời cùng với cả em liên quan đều có con đường cùng tài nguyên tương ứng. Một tuần này thì mình trước thử tự tìm kiếm, bắt đầu từ trung tướng núi băng, phó thứ ba của Hoa Nơ Jackson của cô ta, có được năng lực phi phạm đánh cắp này không? Có lẽ biết nơi nào đó tồn tại vật phẩm thần kỳ cùng loại. Clint thì dẫn đầu làm rõ suy nghĩ, có phương án bước đầu. Anh trước làm bói toán, tiếp theo nhanh chóng quay về hiện thực, thoát khỏi trạng thái ngồi ở trên ghế bành uống nước xem báo, nhanh chóng bố trí nghi thức. Vẫn là ba ngọn nến nhưng mà khác nhau. Đồ án miêu tả đổi thành thánh huy trần thi thức cùng với cả trí tuệ. Con mắt toàn trí ở trên cuốn sách đang mở ra. Ngân chủy nghi thức cũng đổi thành dao nhỏ, đồng thau trong thần bí học, đối ứng thần tri thức cùng trí tuệ là lam tinh. Kim loại lĩnh vực lam tinh là thủy ngân cùng đồng thau. Clint đã sớm suy xét đến vấn đề liên hệ với cả trung tướng núi băng Edwina, cho nên có dự bị một tài liệu nghi thức hành linh. Sau một phen thao tác thì anh đốt cháy bột phấn thảo dược tương ứng, nhỏ tinh hoa trích từ cỏ huân y cùng bạc hà và thuần lộ. Trong hương vị tươi mát, thanh nhã, thần bí, Clint lui ra phía sau một bước, dùng tiếng Hermes cổ tụng niệm chú văn. Tôi khẩn cầu lực lượng tri thức, tôi khẩn cầu lực lượng lý tính, tôi khẩn cầu thần trí tuệ chiếu cố. Tôi khẩn cầu ngài để cho tôi câu thông với linh hồn của đạo sư truy đuổi tri thức, người nghiên cứu sinh vật linh giới,
trung tướng núi băng trên biển lớn Edwina Edwards đến từ Rumbert. Thanh âm cờ lên tầng tầng quanh quẩn trong tế đàn cho trở nên lạnh lẽo. Vô luận thánh thủy, đồng thau hay là bình nhỏ kim loại, toàn bộ trôi nổi lên. Thành công, tàu Golden Dream còn ở trong 500 hải lý. Cờ lên đầu tiên là vui mừng, tiện đà thấy ngọn lửa của ba ngọn nến kéo dài ra một chút, nhiễm lên tái nhợt, mang theo chút âm lục. Anh biết, nghi thức hành linh bản chất là buông ra thân thể chính mình để cho tinh linh thể mục tiêu bám vào, hoàn thành câu thông hiệu hữu. Thân mình của mình thì sẽ khuyết thiếu bảo hộ cần thiết, rất dễ dàng bị vị chỉ hướng nghi thức hành linh kia xâm nhập. Cho nên có bói toán trước, phán đoán trình độ nguy hiểm của sự việc. Hơn nữa, thông qua gặp mặt cùng nói chuyện, hắn cho rằng trung tướng nữ băng Edwina không phải một người có ôm ác ý, tạm thời có thể tin cậy. Lúc này thì gió trong tường linh tính đã vang lên nức nở. Colin chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lạnh lẽo băng hàn từ trong hư vô buông xuống, ý đồ tiến vào trong cơ thể của mình. Sau đó anh ngạc nhiên phát hiện ra mình không phải chỉ có thể tùy ý để đối phương phụ thể như phán đoán trước đây, mà là có đủ lực lượng chống lại cùng thao tác. Đây là nguyện ý sao? Ý niệm của anh chợt động, liền mơ hồ thấy xung quanh thân thể có một tầng sương mù xám mỏng gần như vô hình. Đây là đặc thù mà sau khi tấn thăng người không mặt mới có được. Lực lượng sương mù xám đã thẩm thấu vào hiện thực một chút rồi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Clint không có do dự, đột nhiên huy cánh tay hướng về phía áo khoác dắt trên móc áo, mang cỗ lực lượng lạnh lẽo băng hàn kia đẩy qua. Ở trên móc áo, áo khoác màu đen của anh quỷ dị trôi nổi lên, hai tay đều hơi nâng lên, có vẻ cứng ngắc. Cái này giống như có một người đang nhìn không thấy mặc vào trong áo khoác của mình vậy. Áo khoác len màu đen nhẹ nhàng đi tới hai bước, sau đó tạm dừng lại. Hai tay áo của nó nâng lên, lần lượt giao nhau thành hình chữ X. Có ý tứ gì? Clint ngẩn ra một chút, có chút rõ ràng ý tứ của trung tướng núi băng. Không có miệng, tôi không có thể nói chuyện. Không có tay, tôi không thể viết. Cái này có chút xấu hổ nha. Clint ngẫm nghĩ, gọn gàng dứt khoát nói. Tôi có một vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm người khác. Không biết cô có hay không? Nếu không có thì có thể giúp tôi hỏi phó thứ ba của cô, ngài Hoaner Jackson, một câu hay không? Đáp án tương ứng có thể viết ra thư, triệu hồi tín sứ của tôi đưa lại đây. Áo khoác len màu đen tay áo mở ra, làm động tác đi xuống. Tiếp theo thì nó mất đi linh hồn, bốp một tiếng rơi trên đất, không thẳng lên như vậy nữa. Ý tứ là tốt. Clint thở dài không tiếng động, vội chấm dứt nghi thức, mang áo khoác len màu đen móc lên trên móc áo, dùng bàn chải cùng khăn tay lau sạch một lần. Sau đó anh viết phong thư, mang vấn đề hỏi ngài áo cốt một lần. Thổi lên còi đồng gọi tín sứ thì sau khi đưa lá thư đi, Clint rất nhiệt tình thử biện pháp thứ ba. Anh lấy ra trong ví tiền con hạc giấy kia, thật cẩn thận mở ra, dùng bút máy viết lên ở trên mặt trên. Xin hỏi nơi nào có thể lấy được vật phẩm thần kỳ có khả năng đánh cắp năng lực phi phàm của người khác? Đặt bút máy xuống, Clint theo đường gấp, hoàn thành gấp hạc giấy lại như cũ, cực kỳ vui mừng khi thấy tay nghề của mình đã có thể tiến bộ không nhỏ. Buổi tối, Clint xem xong câu nguyện của các tín đồ, trở lại thế giới hiện thực, đi phòng tắm ngâm nước nóng hết sức thoải mái. Điều này làm cho sau khi anh tiến vào ổ chăn đã ngủ rất nhanh, cho đến ở trong mộng giật mình thấy có lực lượng xâm nhập. Lại là bình nguyên hoang vu, lại là tháp nhọn tối đen cao ngất. Clint cực kỳ thuần thục xuyên qua cửa đi vào chỗ sâu trong tháp. Nơi này vẫn phân tác ác các lá bài tarot, mặt đất thì ở vị trí chính giữa mà chúng quay quanh, hơi nhô lên, nhìn như đang thể hiện cái gì đó. Nhưng mà Clint thân là nhà bói toán thì chỉ có thể đưa ra suy luận. Ở trên khu vực nhô lên kia, văn tự đã đổi mới, những từ màu trắng bạc cấu thành 3 câu. Câu đầu tiên thì viết như vậy: tôi chỉ là một đứa nhỏ còn chưa có sinh ra. Clint vẻ mặt bị kiềm hãm, giống như nghe thấy có tiếng trẻ con khóc hô: van cầu anh đừng làm khó tôi, câu thông như vậy thì mệt chết đi được. Thứ hai thì câu cũng ngắn gọn:
manh mối ngay ở trên người chính anh thôi. Câu thứ ba lại là: đừng hỏi là manh mối là gì, bởi vì tôi không biết đâu. Nói cách khác, rắn vận mệnh Will Einstein dự kiến được manh mối ở trên người của mình, nhưng mà không cách nào đoán cụ thể là cái gì. Rất có loại cảm giác bói toán tào lao. Không, không thể nói như vậy, không thể mắng cả mình vào. Cô nên nhớ kỹ nhắc nhở, rời khỏi cảnh trong mơ, một lần nữa đi vào giấc ngủ, cho đến hưởng đông. Dùng xong bữa sáng thì anh bắt đầu hồi tưởng vật phẩm mình có được, cùng những chuyện đã trải qua, tìm kiếm cách gọi là manh mối. Ngay ở lúc này thì linh cảm của anh chợt động, rất nhanh mở ra linh thị. Tín sứ xương trắng vẫn thật lớn, nhưng mà khác với cả trước kia, đầu của nó không xuyên qua trần nhà nữa. Cái này là vì nó chui vừa từ sàn nhà, hơn phân nửa thân thể của nó đang ở tầng dưới. Dưới tình huống như vậy thì nó nhìn thẳng cơ lên, mang hồi âm, đặt trong lòng bàn tay. Thấy tín sứ nhanh sụp đổ, chìm xuống như thác nước, cơ lên ngẩn ra 2 giây, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Biết lễ phép mà, càng ngày càng chu đáo nha. Từ khi biết sẽ không bị chuyển tặng cho mình, thay đổi rất lớn. Cô lên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, mở ra lá thư, đọc trả lời của người ác cốt. Con đường đánh cắp năng lực vi phạm người khác là con đường kẻ ăn trộm. Ở thời điểm kỳ đệ tứ, nó thuộc về gia tộc Ormond, gia tộc Zaraster cùng gia tộc Giác Cốt. Sau trận chiến tứ hoàng thì bọn họ đã rất ít xuất hiện. Nghe nói bộ phận nhân viên có kết thành liên minh, tự xưng là vận mệnh ẩn sĩ. Rất nhiều nội dung tôi không hồi ức được, cậu có thể bắt tay vào từ hậu duệ của ba gia tộc này. Ormond thì ra kẻ báng bổ thần linh là chỉ con đường này. Gia tộc Giác Cốt là một trong ngũ đại gia tộc thiên sứ ở vương triều Tudo, cùng xứng danh với cả Abraham, Ammon, Antigius, Tamara, mà gia tộc Zaraster là đế quốc Solomon. Vận mệnh ẩn sĩ, vận mệnh ẩn sĩ, manh mối ở trên người của mình. Clan đột nhiên ngồi thẳng, nghĩ tới một vật phẩm. Đó là huy chương thần bí đến từ Ranus. Phù hiệu tượng trưng trên đó đúng là vận mệnh cùng ẩn nấp. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì một tập với thời lượng khá dài đã kết thúc rồi. Hy vọng rằng gặp các bạn ở hành trình phiêu lưu với ngày mai, một tập cũng tương đối khá là dài như vậy. Và mong rằng với tập gộp như vậy thì các bạn sẽ có trọn vẹn khi mà không bị ngắt quãng trong quá trình nghe. Xin chào và gặp lại nha.